Comment
lại giúp em nha. Nhưng mà size này chỉ có 48 kg, có bận vừa nha. Đó rồi, còn
gặp em quá trời luôn. Dạ rồi, ok chị nha. Sếp bên em cũng có nha chị, nhưng mà hôm nay thì em không có like sếp. Hôm nay thì em không có like sếp. Lấy mấy cái quần riêng cho mẹ đi nha. Lấy mấy hả? Lấy mấy cái quần riêng ngố. Lấy mấy cái quần riêng ngố. Ngố, ngố, biết ngố không? Ngố ngố dạng tới, gần gần tới cái quần, cái quần tới, tới, tới tới đầu gói á. Chút xíu nữa 2 giờ em like cho nên là mọi người nha. Xíu nữa hai mọi người vô ủng hộ em nha. Rồi em cảm ơn chị Hoa Lệ nha, sếp chị mặc. Dạ rồi em cảm ơn chị Hoa Lệ. Đó bên đó, có đó. Rồi cái này là zoom nha mấy chị. Em lên zoom nha. Tại vì con bé nó lấy ra đây rồi, em lên nhanh cho mọi người luôn ha. Mấy chị nào chốt mà chưa giúp được thì comment lại giúp em nha. Comment lại giúp em, tại vì nó bị ẩn comment á. Một xíu nữa tắt like thì em sẽ vô để em coi lại nha mấy chị. Rồi ai lấy zoom chốt zoom giùm em nè. Zoom này là zoom xe ớt nha mấy chị. Zoom xe ớt giùm em. Zoom zoom với đàm em để cho mình đồng giá luôn nha mấy chị ơi. Zoom đồng giá giùm em nha. Rồi em chốt cái xét của em đang mận chốt cho chị Hoa Lệ nha. Rồi ok chị Hoa Lệ nha. Rồi zoom đen trắng giùm em nè. Zoom đen trắng. Zoom đen trắng này có coi diễn nha. Zoom đen trắng 50kg. 50-51kg giùm em nha. Zoom đen trắng. Zoom đen trắng giùm em nha. Zoom dài thì em có nhiều lắm chị. Zoom dài em có nhiều lắm nha. Mọi người cứ chốt và chụp hình, lát nữa anh bút qua giùm em nha. Nếu mình bị ẩn comment mọi người chốt hàng không được á thì mọi người anh bút giùm em ha. Chụp màn hình lại. Mấy chị lấy cái nào á chụp màn hình lại giúp em nha. Nếu mà nó bị ẩn comment em không thấy được á thì mọi người thông cảm giùm em nha mấy chị. Đó rồi, zoom hoa giùm em nè. Zoom hoa. Ai lấy zoom hoa chốt zoom hoa giùm em. Zoom hoa. Zoom hoa này 55kg nha. Zoom hoa 55kg quay đầu giùm em. Zoom hoa 55kg quay đầu. Con lấy mấy cái quần đi dẫn bên đó qua cho mẹ đi nha. Bên em có nhiều zoom dài lắm. Chị Mai bên em mới về hồng mới ra zoom một lô zoom rất là đẹp luôn. Chị Mai xíu nữa 2 giờ chị Mai vô coi thêm ha. Lát chị Mai, lát nữa chiều chị Mai vô coi thêm. Trong váy giùm em nha. Trong váy xếp ly giùm em nha mấy chị. Trong váy xếp ly 52kg. Trong váy xếp ly 52kg. Đồng giá 49. Đồng giá 49 giùm em nha. Cái này luôn. Rồi ren trắng giùm em nha. Chân váy ren trắng. Ở lộn quên, chân váy trắng. Chân váy trắng giùm em nha. Ren trắng. Chốt mã ren trắng giùm em nha. Chốt mã ren trắng giùm em ha. Chốt mã ren trắng. Ren trắng này cho em 50kg quay đầu nha. 50kg quay đầu. Con này à. Rồi con này chốt mã tím giùm em nha mấy chị. Con này chốt mã tím. Tím này cho em 58kg nha. Mã tím này cho em 58kg nha mấy chị. Đó. Rồi ai lấy mã tím chốt mã tím. Mã tím 58kg. Mã tím 58kg giùm em ha. Mã tím 58kg giùm em nha. Rồi em lên quần. Quần này thì có mới có cũ nha mấy chị. Quần này có mới có cũ giùm em luôn. Cái nào mới em đập lên nha mấy chị. Sao em thấy xây thì xíu chưa chưa rồi chị. Con tem mạc giùm em luôn. Con tem mạc giùm em con C2728 nha.
trên tường giá bao nhiêu? Dạ đầm đỏ trên tường giá 90 chị ơi, đầm đỏ trên tường giá 90. Con thoát ra, con thoát vô, con đọc comment đi vào. Không, con thoát ra rồi con vào lại mới thấy được comment. Chứ mẹ mẹ vừa like mẹ không thoát ra được. Đầm đỏ trên tường là dạ hội với chị. Dạ hội, con đó thì say ớt nha. Con đỏ trên tường là say ớt giùm em nha. 50kg hoa đào con đỏ đặng dừa nha chị ơi. Con xanh với con bi thì em đã bán rồi nha. Rồi con này. Mấy chị khách mới vô, mấy chị khách mới thì các bạn theo dõi trang giùm em nha. Lát nữa 2 giờ em like nha mấy chị. Lát 2 giờ em like thêm ha. Đó rồi, ăn cái hôm nay chốt chụp cái kia giúp em. Chụp cái kia.
làm đúng một cái em giúp nha. Hàng cái này hàng về nhiều mà em bán hết rồi nha. Người ta bán 250 nè, cái này người ta bán 250. Rồi con này cho em 50kg nha, 50kg xem mờ vừa nha, 50kg xem mờ vừa giúp em ha, 50kg xem mờ vừa giúp em. Đó rồi, ai lấy con này thì chốt ngố rách giùm em nha, ngố rách giùm em, ai lấy con này thì chốt mã ngố rách giùm em nha, chốt mã ngố rách. Em còn có một cái ngố này, ngố rách này thôi nè, em bán hết rồi còn có một cái. Chị Ngọc ơi, chị các bạn với em nha, trưa xíu nữa chị Ngọc Nguyễn, lát nữa em soạn rồi em xem nó còn không, em like ha, em like, tại bây giờ nó có giảm comment không rồi cho nên mấy chị cũng thấy khó chịu. Rồi em bán ha, em không đọc comment em cũng buồn quá chừng. Nói rồi, còn con này là ngố size này size 29 nha mọi người, con này size 29, size 29 giùm em, là cái này cũng mới luôn mấy chị, con này mới giùm em luôn. Rồi ai lấy con này thì chốt ai lấy con này thì chốt mã số 10 giùm em nha, con này hàng new giùm em luôn nha, chốt mã số 10. Em sale cho mình 80 luôn nha, em sale cho mình 80 luôn. Rồi em có một con này size 35, size 35 giùm em nha, size 35 size to nha mọi người. Đó rồi, ai lấy con này thì chốt mã size 3, chốt mã 35 giùm em nha, chốt mã 35, chốt mã 35 giùm em nha. Chị Ngọc Nguyễn 1m50, 1m50 60kg thường, thường á là chị sẽ bằng size bao nhiêu? Thường á chị Ngọc Nguyễn chị bằng size bao nhiêu mà chị gái? Thường á chị bằng size bao nhiêu? Chị bằng xe bao nhiêu rồi chị Ngọc? Dạ em cảm ơn chị Hoàng Quanh nha, em cảm ơn chị Hoàng Quanh. Mấy chị ơi, nó bị ẩn comment không mà em không có đọc được comment gì hết trơn, cho nên thôi chứ em tắt like hơn 2 giờ em vô em like lại nha mọi người. 2 giờ em vô em like lại, chị nào mà có đơn rồi vô đủ đơn cái thiền xíu nữa 2 giờ mấy chị vô coi em like rồi chốt tim ha, rồi chiều em đi đơn luôn nha. Mấy chị thông cảm giùm em nên tại vì em không biết sao nữa, em nghỉ mấy tháng rồi giờ em lên lại á. Set size 30 lận. À size 30 hết size 30. Dạ bên em thì có đủ size từ nhỏ tới lớn, size đại bên em cũng có nữa cho nên xíu nữa em soạn rồi cỡ 2 giờ á chị vô ha, chị vô chị kết bạn theo dõi trang giùm em đi, xíu nữa em like lại rồi chị vô xem hết, chứ bây giờ nó có bị ẩn comment không mọi người, thông cảm giùm em nha. Dạ hôm qua nay em like nào cũng bị vậy hết á mấy chị, hôm qua nay em like nào cũng bị ẩn comment vậy, không biết là do Facebook nó đang reset lại hay sao á, để có gì xíu nữa 2 giờ mọi người vô ủng hộ em nữa nha. Em cảm ơn, em chào mấy chị ạ. Có một túi sách ở đó nè. Đó đúng rồi. Mấy cái vậy? 2 cái. 2 cái. Ủa sao có 2 cái hả? 2 cái hả? 3 cái ha. 3 cái được mà con. Kiếm đi. Không biết bán cái túi sách. Bán cái túi sách không biết nhiêu. Mà thấy đừng hấp mẹ cái bịch đi hấp nhiêu tiền à. 3 cái túi sách. Mary, I just not and Mary, I just not and Mary, I met. Baby, em lên phòng chị em. Em hốt cho chị 10 cái túi sách xuống. Trong đó có 5 cái túi sách mà cắt đựng trong hộp á. Rồi lên tự động hốt 10 cái xuống. Có 5 cái đựng trong hộp nha, để xuống xả kho để đón Mary chị mệt đi. 10 cái nào cũng được. Có mấy cái ở trong hộp hàng Quảng Châu sách đúng với chị xe bán luôn. Xả kho luôn cho hết hàng trước Tết đi. Mary chị mệt mấy chị ơi. Tặng 3 cái túi sách cho 3 chị có chia sẻ livestream nha. Tặng 3 cái túi sách đầu like. Hôm nay mấy chị có đi chơi không? Chứ hôm nay em không có được đi chơi mấy chị. Hôm nay em không có được đi chơi. Ở Sài Gòn hả? Mà giờ mà đi chơi một cái ra đường khỏi về luôn. Kẹt xe đó mấy chị. Cho nên ở nhà ngủ cho em đi ha. Tặng 3 cái túi sách.
ba cái túi sách này là mua ủng hộ một cái bạn ở trên mạng mới bán livestream, cho nên là em quyết định mua ba cái này. Luôn tiền ship là gần 300, không em nói luôn. Cái đầm chị đang mặc, còn Trang Thúy đầm này mặc dễ thương lắm, 280 còn mấy cái á. Thì em mới quyết định ai à, cái này là cái cài áo cũ nha, chứ cái cài áo của cái đầm này nó đẹp lắm ha. Ờ, Vân Thảo Nguyễn, bữa giờ quên gọi Vân Thảo Nguyễn. Boss nói là nếu mà em muốn làm thì hỗ trợ online, chứ không có ra tới ngoài đó được ha. Đây, ba cái túi xách sẽ tặng cho ba chị, lấy đen 100 kg. Lấy cái đầm đen xuống, lấy 95 kg à. Lấy cái đầm đen, đầm đen có nhung á, đầm đen có nhung đỏ, con đen đỏ chung bao á. Lấy cho em. Thôi nè, 100 kg nè. Nè của Trang Thuy nè, Trang Thuy ở chỗ em trời mưa vậy là không đi chơi được. Nè của Trang Thuy nè, hình như Trang Thuy Facebook Yên rồi, cho ba số điện thoại đuôi đi Trang Thuy nè anh ơi. Trang Thuy 208, cảm ơn Trang Thuy mở hàng. Hôm nay ở nhà chơi live stream với em, khỏi đi đâu hết nha. Bỏ đóng túi sách này, hôm nay em xả banh nóc cho mấy chị luôn. Hôm nay em xả túi sách banh nóc cho mấy chị luôn nha, tuyên bố cứng cho mấy chị biết vậy đó. Hôm nay sẽ xả banh nóc. Xem bả hồi mà mê bả luôn, trời mê chứ Tú. Ai nói nè, để đâu ra hai cục vàng mà mê dữ vậy Cẩm Tú. Rồi tặng nha. Có bill không, có bill gì cũng tặng á. Tặng. Rồi chốt giùm em nè, chị nào có chia sẻ livestream chốt giùm em. Có chia sẻ livestream không mua cái quần què gì cũng tặng. Rồi bây giờ tặng nè. Tặng ba cái cho mấy chị nha, tặng. Nè chốt giùm em câu hello. Mấy chị ơi, view trên 100 tặng ba cái túi sách lẹ lẹ đi mấy chị ơi. Hôm nay về đồ nhiều lắm. Mẹ, hôm nay mấy chị ngồi lại đây mua đồ cho chồng mấy chị nha. Có size 36 lắm. Chỉ ưu tiên những chị có chia sẻ livestream, xong chưa? Rồi trên 100 người tặng nha. Chị nào chốt, chị nào có chia sẻ, hiện lên người chia sẻ nè. Chị nào có chia sẻ và hiện lên người chia sẻ, tặng túi sách ha, ok chưa? Tặng túi sách, ai nuôi nổi đem qua đây nuôi dân Cẩm Tú. Rồi chốt giùm em nè, đã chia sẻ tặng túi sách nhà 7 nặng giái. Rồi chị nào chốt trước câu đó, em tặng luôn. Đã chia sẻ tặng túi sách nhà 7 rụng nặng giái nha. Đã chia sẻ tặng túi sách nhà 7 rụng nặng giái. Chị nào chốt câu đó trước em sẽ tặng. Đã chia sẻ xôi ăn ngon chị hết trưa giờ. Để dành nửa hộp không cho đứa nào ăn luôn. Đã chia sẻ tặng túi xách nhà 7 rụng nặng giái nha. Chị nào chốt câu đó trước em sẽ tặng cho mấy chị ha. Không rồi, đi làm nè, mày thấy tao vẫn còn làm không? Nay làm nhiêu dồn vô gói đầu tư hết đó băng. Đã chia sẻ tặng túi xách nhà 7 rụng nặng giái. Đã chia sẻ nè, chị Văn Nguyễn đầu tiên nè. Đã chia sẻ tặng túi sách nhà bảy rụng nặng giái nè. Để chị đâu ai trước rồi, Văn Thảo Nguyễn trước nè, Văn Thảo Nguyễn tặng nè. Đã chia sẻ tặng túi sách nhà 7 rụng nặng giái của Bixai Trâm nè. Bixai Trâm nè con, Bixai Trâm tặng nè. Đã chia sẻ tặng túi sách nhà 7 rụng nặng giái của Văn Nguyễn thành phố nè, nó cao dậy á mấy chị. Chút nữa tặng son nữa nha. Rồi đây Văn Nguyễn thành phố. Rồi hết nha mấy chị, tiếp tục chưa? Đồ trên mặt coi giùm em nha. Không thấy luôn á chị. Không thấy luôn á. Thiệt lòng. Xong chưa mấy chị? Xong chưa? Hết ba cái rồi, tí xíu tặng son nha. Tí xíu tôi sẽ hy sinh một hộp son tôi tặng mấy chị. Tí xíu em sẽ hy sinh một hộp son em tặng cho mấy chị đây. Tặng mà. Cái màu này á mấy chị, em nói mấy chị nghe, cái màu này là cái màu mà bé Lùng thường dùng nè. Tại vì bé Lùng nó đánh dễ thương, nó đánh trong cái lòng môi á. Nó đánh trong cái lòng môi xong nó bọc. Mà son nhà em không phải son chì, son nước, son giá rẻ. Mà son nhà em á, nè mấy chị đừng có cãi em trước em sau. Em chốt theo mấy em mà, mấy chị cứ chốt em trước em sau sao được ha. Nói nghe nè, Quỳnh Anh, Nguyễn Lan, không ai ăn gian mấy cái này hết trơn á ha.
cứ kéo từ trên đó. Chị nào, chị Lên Nguyễn là đầu tiên là tới, chưa tới chị luôn á. Em kéo ba người mà bốn người mà chưa tới chị, mà tại chị Lên Nguyễn comment thiếu ha. Chứ không có ai ăn gian, không có ai mà xích so, không có ai này kia khác nọ. Tính em hồi xưa giờ nói vậy à, kể cả bà con dòng họ em vô mà đủ máng lạng táo lạng lui mà nói chuyện không ra hồn làm đá cái hàng giấy bay lên trụ điện liền hả. Nhưng mà chị Vân biết không, cái con son này nè, nó không có độ chì, nó là son nhập khẩu Hàn Quốc ha. Nha, 10 cây em sẽ tặng 10 cây và 10 chị, nhưng mà còn cỡ 15-20 phút nữa mấy chị nhớ nhắc em nha. Nhưng mà còn cỡ 15-20 phút nữa, ok chưa? Rồi hôm nay em có một con túi xách, xả luôn mấy chị. Con này nhiêu tiền? Con này là 420 nè. Bây giờ tôi xả cho mấy chị 180.000 con này, 180.000 con này. Con này có dây dài nha, chốt giùm em 180.000. Xả hết, hôm nay em xả hết mà. Quần áo, giày, dép gì hôm nay có cái quần què gì trong nhà em xả cho banh nóc hết. Con này là một là cầm tay nè ha, hai là dây đeo dài nè. 420 sale 180. Tuần này nhớ nó nhắc gửi hàng cho Trà Chanh nha. 420 sale còn 180. Sale còn 180, 420 sale 180. Em nói rồi, một khi em sale là mấy chị chỉ có lủng dây đoạn mà lủng túi thôi, chứ không ai sống ngẫu với em qua mùa trăng hết. Tối hôm nay sẽ hai mẫu đầm. Nói nhiều quên rồi, 180.000. Nè gắn cái đây vô nè, 180.000. Là nó thành dây đeo dài nha mấy chị. À cái dây đây không phải dây xích đâu, cái dây này là cái dây để kiểu thôi nha mấy chị. Cái dây để kiểu nè ha, dây này dây kiểu. Rồi 180 túi bò, 180.000 túi bò mấy chị ơi. Mấy chị chấm chấm múc múc lên mấy chị nói chuyện với em chút được không mấy chị? Làm như ủa có ai comment lên thôi là nó bị gì vậy ta hả? Có ai comment gì không vậy? Coi cái lon pha thử, nhắn tin gì đặt bộ đồ nào vậy? Coi thử lon pha đặt hàng gì cho nó vậy? Bữa giờ kêu gọi cho Thu Trúc cũng quên gọi. Ra túi bò mấy chị ơi. Ô Trang sao mấy em không thấy comment gì hết vậy ông nội? Túi bò, túi bò. Yên ơi đọc tin nhắn giùm em được không, rồi trả lời được mùi. Xả cái bill gì của Yến Nguyễn đúng không em? Xả cái bill gì của Yến Nguyễn kìa. Ủa đó bao nhiêu ký à? Ủa đó 240 rồi. Con này xe mấy chị 190.000, size L là dưới 70 ký á nghe. Rồi chị điện xuống lấy bộ thun lay dòng đây nè, bộ hình như bao này nè. Em mặc vậy em đặt đầm á chị Hằng Võ, em mặc cái đầm nhung dễ thương á, dưới đây nè. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị nha. Bạn nào cha nó mấy con này nè mấy chị, con này là hàng suy của châu Âu nè. Nhưng mà con này hơi cao, cao quá trời mấy chị. Con này giờ em biết sale sao thật sự luôn á. Con này đẹp quá em biết sale sao luôn anh ơi. Tối qua quá trời người dành cái bộ này nè. Cái con này á mấy chị, em nói thật lòng mấy chị là rất là đẹp, rất là sang. Mà con này nó cao tiền quá trời, em không biết sale sao luôn mấy chị. Con này là nó tới 850-900 ngàn, giờ không biết sale sao. Thôi giờ như vậy, đây nè. Rồi, đựng mát thiệt, cho giờ không biết sale sao. Con này là 1.350.000 nè mấy chị. Con này 1.350.000 thôi, bây giờ sale cho mấy chị 950. Rồi, 950 con này, còn bữa nay bán con này không được thì em để dành em đi. Con này bữa nay bán không được thì em để dành đi nha. Có dây dài rồi đàng hoàng nha. Nhưng mà con này là da xịn đó mấy chị. Rồi bán mấy chị 950 con này 1.350.000 nè. Trời ơi, con này mấy chị mặc lên, mấy chị cầm đi mà không dễ thương kiếm em luôn, em nói thiệt sự luôn á. Còn đồng hồ Văn Nguyễn còn, còn hình như còn một cái hai cái. Trời ơi, nó thật sự là con này nó rất là đẹp mấy chị. Trời ơi, đẹp mà đẹp kinh dị luôn á. Ở ngoài mấy chị thấy nha, từng cái. Rồi đúng rồi, 240. 240 của chị gì đó. Cảm ơn mấy chế nè. Con này là 1.350.000 sale mấy chị, còn 950 con này. Hôm nay mấy chị không đi con này là em sẽ đem lên lầu em cất trong tủ em nha. Chấp nhận mà mấy chị, chấp nhận thương đâu. Giờ hàng đẹp là phải chấp nhận thôi mấy chị. Chấp nhận thương đâu. Mấy con này kêu yên đứng lên cho coi. Đây là chị Mỹ Tu. Con này dễ thương lắm Mỹ Tu. Con này mặc mà ông Phước ổng mê. Con này dễ thương không? Mà cái nếu mà cái đúng cái đầm của nó thì cái cài áo nó còn đẹp hơn cái cài áo của chị Yên luôn. Rồi con này 1.550.000. Con này 1.550.000 mấy chị. Con này 1.550.000 nha. Con eo vì này nè. Eo vì này 1.550.000 mấy chế. 1.550.000 con này.
Rồi xã con này cho mấy chị là 1.250.000. 1.250.000 con eo vì này. Eo vì này 1.250.000 rồi ha. Eo vì 1.250.000. Rồi giờ lên cho mấy chị gì đây? Hôm nay để coi thử xã gì sao lẻ sai xả hết cho mấy chị nha. Lẻ xả hết luôn ha. Con này là túi Chanel. Để coi thử giá nhiêu. Túi Chanel 880. Rồi xả cho mấy chị cái giá 500 đi cho nó mau mắn. Con này 880 nè. Xả cái 500 cho mấy chị luôn. À, hôm nay xả gì? Để coi thử hôm nay xả gì cho mấy chị nha. Thảo Ngô Thị Thanh quất cái con này đi. Thảo Ngô Thị Thanh ơi, quất cái con này chứ để kiểu lỡ kiểu uổng rồi mà. Thảo Ngô Thị Thanh ơi, thì nó đẹp lắm luôn á. Con này sale 500, cho hết hàng. Hôm nay xả gì? Hôm nay sẽ xả cho mấy chị những cái mẫu mà còn lẻ lẻ và ít size. Coi bộ nào nè. Có 95kg phải không Hoàng Anh? À size 95kg hả? À, còn size còn cái đỏ với cái đen. Hôm nay xả gì anh ạ? Chỗ đây là có cái bộ vest mà Dior, đem ra đây xả bộ vest Dior. Còn mấy bộ? Bây đứng dậy, bây chị bước qua. Đen Dior nè. Còn
bộ này hot XL rồi chứ. À không, thôi để bộ này cho Bùi Thị Ngọc Trinh đây. Bộ này để cho Bùi Thị Ngọc Trinh nè. Bùi Thị Ngọc Trinh trúng mánh ấy. Ngày 107 của Bùi Thị Ngọc Trinh. Dạ hết rồi, bộ sọc của Long Phan 107 cuối cùng nè. Rồi Long Phan cuối cùng. Áo vú với ờ chị, cảm ơn gái ha. Như ý tròn sọc vào hết sọc rồi không? Hết sọc. Chứ hàng em mà mấy chị vô hỏi mà còn cỡ một lần hai lần là em nhớ cái người nào hỏi chưa. Hỏi xong lại hỏi tiếp. Mấy chị ơi đừng có hỏi gì chưa. Ví dụ như rảnh rảnh vô live em ngồi coi theo dõi livestream em, ví dụ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chừng nào tin tưởng vô mua, không tin tưởng đừng mua ha. Và tôi cam kết với mấy chị luôn, đồ nhà tôi mặc á, mấy chị mặc mấy chị giặt một nước xong khi mà vô bóc một cái đồ để mặc là mấy chị lúc nào cũng bóc đồ nhà tôi. Tại vì sao? Tại vì đồ nhà tôi lúc nào cũng co giãn, may hàng sàn sàn, tôi chửi má nhà không ra luôn. Không, tôi là tiền bạc sòng phẳng, ái tình dứt khoát lắm mấy chị ha. Chứ tôi không phải ba cái đồ quỷ thứ ma gì mà giống như là cặp cô hồn gặp lùn nhà nước, là nhà tôi không phải vậy. Cái mỏ tôi vậy chứ mà tôi sống đúng đạo con người lắm mấy chị. Cho nên mấy chị bớt xào lồn với tôi đi. Bây giờ hôm nay em xả bộ thể thao nè, XL thể thao XL rồi này. Rồi thể thao nha, đang buồn mà vô con cái bị dừng like hết buồn. Rồi chị bớt buồn giùm em cái đi. Hôm nay tôi xả bộ thể thao là mấy chị mê. Rồi xả bộ thể thao ha. Một khi tôi xả bộ thể thao là tôi sẽ xả nha. Rồi xả cho mấy chị bộ thể thao. Bộ này em có size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Rồi chốt giúp cho em bộ thể thao kèm số ký nha. Bộ thể thao kèm số ký, bộ này là 300.000. Em xem một phát cho mấy chị còn 210.000 bộ thể thao. 210.000 bộ thể thao ha, kèm số ký. Ôi, bộ này mà không mặc nữa chừng nào mặc nữa mấy má. Vì 210.000. Rồi ok chơi đi mấy chị. 210.000 bộ thể thao 3 size. Không biết còn size 100kg không thì em không biết ha. Chính xác, tôi từ đó giờ bà yên không nè. Bộ thể thao của Trương Dạ Thảo nhiêu ký? 80kg không? 80kg 201 của Trương Dạ Thảo nè. Rồi ôi, mấy chị chốt bộ thể thao kèm số ký đi. Em không có nhớ hết số ký của mấy chị đâu. Em không thể nào nhớ hết số ký của mấy chị. Mấy chị ơi, rồi Trương Dạ Thảo 201 có rồi. Rồi ai nữa nè? Ai đã từng đi qua xuống phú Long Giang, dán Long Cu xong chào nước suy. 201 hiện trường là bao nhiêu ký? Lẹ đi, quẹo lửa luôn. Lẹ lẹ đi, hiện trường 76 ký có luôn. Hiện trường 201 Quế Vũ. Dạ chờ em chứ ơi. Quế Vũ nè, 201 của Quế Vũ, xin địa chỉ số điện thoại. Quế Vũ ơi, bên em không gọi điện chốt hàng, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận, và hàng xe bên em không có cho đổi trả. Lưu ý nha Quế Vũ nha. À, ai cho Trần Hạnh Bình Định nè, 201 của Trần Hạnh Bình Định. Trà Chanh XL nè con, Trà Chanh 201 của Trà Chanh. Chờ chút đi bà nội. Hàng nhà tôi giờ có gì không có gì tôi còn chưa nhớ bà nội. Hiền Trương vô inbox địa chỉ số điện thoại. Vô inbox địa chỉ số điện thoại nick này luôn. Chứ bữa nay em bị giống như bị rối loạn tiền đình, rối loạn tiền bạc á. Hoàng Thái bộ thể thao 72kg của Hoàng Thái. Hoàng Thái bộ thể thao lấy L đi. Ôi lấy L thôi, L đây. Ở đây lấy bộ thể thao của Hoàng Thái, xin địa chỉ số điện thoại. Kiểm tra nick luôn. Còn cái nào nick nào cần thì cho cọc cạc. Cái nào còn nick này kia thì cho cọc cạc hết nha. Đây mấy chị. Mấy chị cứ bơm hàng tôi đi nha, xong rồi tôi đưa danh sách vô sổ đỏ, xong sáng mùng 1 tôi gọi điện tôi chúc Tết mấy chị hết. Cứ bơm hàng đi. Xong sáng mùng 1 em gọi điện em chúc Tết từng chị bơm hàng nha. Em chúc ngọt gớm lắm thiệt. Đây mấy chị. Bộ thể thao vải mịn lắm nha. Em chúc mấy chị mà không rụng rúng em làm con mấy chị, em chúc ngọt gớm lắm. Cứ bơm hàng vô đi. Em đã nói rồi, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận hàng nha. Cho nên bên em chỉ cho kiểm tra hàng của anh shipper thôi. À có nghĩa là tới nơi anh shipper mở hàng ra coi thử hàng lớn hay hàng nhỏ, tôi biết tôi mua đồ đó. Là anh shipper sẽ mở ra coi thử hàng lớn hay hàng nhỏ, coi thử cây kiếm của anh shipper đó lớn hay nhỏ. Thể thao Hoàng Thái chưa có địa chỉ số điện thoại, vô nhắn tin cho địa chỉ số điện thoại.
hai mi nguyễn nè, để hai mi nguyễn này, chút một đêm không, để hai mi nguyễn ấy thế là 70 kg. Không, em nói thiệt lòng nè, hôm nay tôi xảy mấy chuyện bộ chính tắc mà thiệt đau lòng thiệt chứ, mua về chưa bán luôn. Làm như tối đi Mary chịt mệt hết hay sao mấy chị? Mấy chị mà tối nay đi Mary chịt mệt cái thể thao của Tiến Nguyễn Thị nè. Mấy chị đi Mary chịt mệt hết rồi, mấy chị phải kiểm tra ít lờ. Tiến Nguyễn Thị Hiền Trương đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này. Rồi hôm nay xả cái bộ chính tắc cái bài nội trang thì cầm cái bộ đồ vô không cũng mê nữa. Cầm cái bộ đồ vô cái vải không cũng mê nữa, đừng nói chi bán đồ mấy chị. Nó nói quá nhắn lộn luôn trời đây. Nè mấy chị, trời ơi, bực lòng luôn á. Nè nói nghe nè, ở shop em nó có một cái thể loại người như thế này nữa. Em nói rồi, ví dụ như quần áo bên em hàng chính quy em trao đổi trẻ đúng không? Với điều kiện đổi trẻ size. Ví dụ như bộ đó rộng quá, nhưng ơi chị đổi size nhỏ hơn, lần sau lấy chị size nhỏ hơn, ok vui vẻ. Nhưng ơi bộ này chật quá, cho em đổi size lớn, ok vui vẻ. Trừ khi nào mà bên em không còn size, bên em mới trao đổi mẫu khác. Còn đủ má không bao giờ trao đổi kiểu kể cả tất cả những con shop nào bán livestream cũng vậy. Chị ơi em mặc bộ đồ nó vô nó không có đẹp, chị cho em đổi bộ khác. Ủa đủ má rồi, đối với bộ khác rồi bà mặc cho có đẹp không? Nếu con người là bà đã nhìn bà không thấy không đẹp. Chủ yếu dơ bộ đồ lên như thế này nè. Mấy chị có ưng mẫu không? Ưng mẫu là quốc. Đấy, vậy đó. Bộ này chính thức mấy chị. Mà bộ này vải mê lắm. Rồi xả bộ bò cho mấy chị 160. Cái gì Hiền Trương nhà bè? Hiền Trương Facebook Y Yên nhà bè hả? Nhưng mà sao lấy 70 kg vậy bà nội? Hòn Thái vô nít không được. Hòn Thái là nít một thằng con nít, một thằng con trai nhỏ, có hai ba cái đèn trần thôi. Rồi Hòn Thái bộ bò hay nè, Hòn Thái cọc cho cái kẹp mobi 50 ngàn ha. Châu Võ nè, Châu Võ bộ 160. Hòn Thái chưa có địa chỉ số điện thoại, một phút nữa không nhắn tin vô địa chỉ số điện thoại là xả bill. Ồ vậy đi. Hồng Ngọc nè, Hồng Ngọc Vũng Tàu 160. Cẩm gì quên rồi, Cẩm Tú nè. Chừng nào nuôi hai đứa không được đi bên đây nha. Bộ này có size 100 kg nha. Rồi hai thịt đâu rồi, hai đây rồi đây, Cẩm Tú nè, Cẩm Tú 160. Cái đầm cái chị bận là cái đầm nha Lan Phạm Ngọc. Bộ bò 78 kg của Thương Trần. Rồi Thương Trần nè bé luôn, 160 của Thương Trần. Chỉ còn thấy điệp là mua mà mua về mặt kho làm mê luôn. Bộ bò dưới 70 kg của Như Lý Trần nè, 160. Thương Trần đừng cho địa chỉ số điện thoại. Có bộ bé cũng khá xa chị đâu chị Dương Hoàng Anh. Em là bán hàng rét rét lắm, mấy chị bóp sàn với em. Em bán hàng rét rét, giải quyết biêu hàng của mấy chị cũng rét rét lắm. Bộ 160 cho số ký đi bon bon hơn. Nè comment giùm em là bộ kèm số ký mấy chị ha. Mấy chị comment vậy em ngồi em động rụng rúng luôn á. Mua tiền hết tiền sao đi Mary chịt mệt chị ơi. Mary chịt mệt là vô đề đầu chồng cho nó chịt cái mệt cái đi chị. Chứ giờ đi đâu nữa trời ơi, già rồi. Già rồi mà còn Mary chịt mệt gì nữa mà chị. Chị vô chị đề đầu đó. Ngô Văn cũng cho số ký sao chốt với má. Giờ cái má 70 kg con chốt bộ 90 kg với má gì. Cái nứng chữ tôi không. Quỷ cái nó bán hàng xe mà nó còn bán hàng mất giày đó. Ê vậy á nha. Đây nha. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị, vải cu ly rất là đẹp luôn, mềm mịn. Bộ bò, bộ này mà mặc lên không trẻ trung, không dễ thương đi kiếm tôi. Bộ này mặc lên không trẻ trung, không dễ thương đi kiếm tôi. Ý yên bộ đi, bán chị cho nhiều. 80 kg của Ngô Văn. Chị Ngô Văn lưu ý nha, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Bên em không gọi điện chốt hàng, chị chốt hàng qua tin nhắn nha. Chị lưu ý giúp em nha. Coi bộ này size gì vậy bà. Nè ghi cái bộ này cho Ngô Văn nè luôn. Nè Ngô Văn nè. Xin địa chỉ số điện thoại chị ơi. Hoàng Thái tên Bùi Thị Kim Tiến. Không, bây giờ nick nào đặt hàng á, nick nào đặt hàng thì nick đó vô nhắn tin địa chỉ số điện thoại cho mấy chị đặt bên. Mấy chị chốt bên em chết luôn đi, mấy chị vừa lòng thiệt lòng luôn. Chị Hiền Trương 77 kg nè. Lấy cái bộ của Yên đưa cho Hiền Trương ơi. Rồi cứ 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xả đi con. Trần Hạnh nè, bộ này có ba hiệp Trần Hạnh nè, 160 của Trần Hạnh. Ít có bông gì sai lờ hết 75 kg rồi mấy chị ơi. Bây giờ còn bộ 100 kg, bộ 90 kg nè, và một bộ này sai nhiêu
này size L dưới 70-72 kg. Bé mỡ. Kim, cương kim thôi chị, 75 kg, cao nhiêu? Nếu mà cao trên 1m6 thì mặc vừa, còn dưới 1m6 không mặc được. Rồi bộ bà size L của bé mỡ nè. Tại điện thoại của em. Vậy là cái bill đó là của em đúng không Bùi Thị Kim Tiến? Vậy Bùi Thị Kim Tiến vô nhắn tin cho chị em địa chỉ số điện thoại đây. Rồi Bùi Thị Kim Tiến là khách cũ rồi, anh Phước đã kêu khách cũ rồi. Rồi đây nè, cái này của bộ chị Thuần Châu nè. Chị Thuần Châu là nhiêu quên mất mẹ. 160 ngàn của chế Thuần Châu. Rồi bộ này của Thạch Sóc Ca là bộ này bãi đẹp đến Thạch Sóc Ca. Cái gì vậy? Ở bé mở xin địa chỉ số điện thoại bé mở nè. Bộ này của Thạch Sóc Ca 160 nè. Rồi đúng, còn đúng một bộ của con thì bon luôn á. Mấy 55 vậy thôi đừng lấy chị Kim Cương. Thật lòng hả, em bán cái nào vừa em mới bán, hoặc không vừa em không bán nha. Rồi còn bộ 160 của bé thì bé bon bon nè. Rồi lên lại bộ thể thao lần nữa nha. Chị nào chốt bộ thể thao lần nữa thì chốt giúp em ha. Còn mấy chị nào mà chờ hàng xe mà đúng số ký mình thì mấy chị chờ tiếp đi. Thiệt. Chờ tiếp từ đây tới cuối năm em cũng sale à. Ngày nào em cũng sale. Rồi chốt giùm em bộ thể thao nè. Kẹp với quần dài nè. Rồi bộ này 300. Không thấy comment của Khánh Linh. Rồi bộ này 300, xe mấy chị 100, xe cho mấy chị 201. Chốt giùm em thể thao 201. Thể thao 201 bây giờ còn size L nè, dưới 70-72 kg, size dưới 90 kg. Rồi còn hai size thôi là bộ thể thao nha. Còn đúng hai size bộ thể thao. Chị nào chưa có thì chốt mẫu khác giúp em. Ok chưa? Ok chưa mấy chị ơi? Rồi em có cái bộ ngọc trai chị nào đó mới xả nè. Rồi xe mẹ 160 luôn đi, nhưng mà dưới 67 kg nha. Mới hôm qua chị nào dành bộ này dành quá trời luôn. Chốt giùm em một ngọc trai dưới 67 kg, xe cho mấy chị 160 ngàn ha. 250 và xe 160 ngàn là quá mê luôn á. Chốt giùm em bộ ngọc trai. Dạ bé mở khách cũ cho chị em ba số điện thoại luôn sau để chốt bill đi em yêu. Ngày hôm qua ta cùng họp ở nơi đây. Xả cho mấy chị một con gu xì. Con gu xì này là hàng hàng gì ta? Bữa đó là hàng lấy cái bịch bỏ vô. Cái con gu xì này là hàng hàng xì của châu Âu mà mới toan mấy chị, con này. Này một triệu mấy luôn. Rồi xả con này cho mấy chị. Thích đeo không? Bớt clip tao đi nha, tao quýnh má nhọn ra. Xả con gu xì để cho mấy chị với giá 700. Xả con gu xì trắng này cho mấy chị 700. Xả con gu xì trắng này cho mấy chị với giá 700 nha. Gu xì trắng 700. Gu xì trắng 700. Xả con gu xì trắng. Ông đồ diện là nói chung mặc lên rất là dễ mặc. Mặc lên cỡ nào cũng mặc được hết á. Con Dior Charity Nessa nè mấy chị. Con Dior Charity Nessa nè ha. Con này Dior Charity Nessa. Con này xả luôn 700. Bé mở 927. Xả bây giờ nhà em giờ còn. Ê xả lộn rồi mấy chị. Em xin lỗi mấy chị, em xả lộn nha. Xả mấy chị còn 450. Con chờ rồi con Dior Charity Nessa. Ê lấy cái hộp khác bỏ vô chứ không phải hộp của nó. Bé mở 7 rồi nha. 927 rồi 934 chứ không phải 927 không nè. Số điện thoại á. Đó nghe nè, bé mở vô trong tin nhắn cho lại giùm địa chỉ số điện thoại. 0944 927 934 bà nội, cho ba số điện thoại đuôi sau đi, cho ba số điện thoại đuôi giữa bà nội. Cho Ritty Nasser. Cho mấy chị ơi chốt giùm em cái con chờ Ritty Nasser 400 đi cho nó mau hết hàng. 400 chờ Ritty Nasser nha. Không có thôi. Em có một cái con túi hộp. Đó. Năng năng nẵng nẵng bùm bùm này vậy luôn. Đây cái con này chỗ này là dây này, mấy chị có thả xuống thả lên thì tùy mấy chị. Con này là túi hộp vuông, con này là túi hộp vuông nha. Rồi con này sale nè 650 nè, cho em cái vỏ 400. À con chờ Ritty Nessa ở họ Kim Tiến đây 400 của chị. Cỡ tôi muốn đọc gì, cỡ cha cỡ mẹ tôi. Em có một con vỏ vuông, con này 650, bộ ngọc trai của Bon Bon nè, Bon Bon 160. Con này là 650 nè. Rồi bán nhẹ cho mấy chị con 450. Chốt giùm em túi vuông đẹp ha. Ôi con này đẹp lắm nè mấy chị ơi. Đó. Ủa mấy chị ơi con này đẹp lắm luôn mấy chị. Cái con mà Tuyến, cái con mà chờ Ritty Nessa đó. Trời ơi cái con nó thì đẹp lộng lẫy lắm mấy chị. Cái con chờ Ritty Nessa nó đẹp mê, nó đẹp chó chạy luôn mấy chị. Đẹp lòng ha. Rồi để coi thử đem gì vô sale tiếp nè. Hôm nay xả cho mấy chị một bộ FF. Mày nói gì mày nói lớn cho nó nghe đi. Trời ơi, trong có hai chữ thì nói nhanh, thì nói chữ gì? Ở
450 của chế Kim Lập nè. Mày cũng kiếm chuyện nữa. Đấy nhà nó mong manh dễ vỡ cái mày ăn hiếp hoài à. Nè Kim Lập nè, bị ghiền đồ chiên hồi chồng chửi khi mà bộ mặt đẹp. Chửi mà khi cái bộ mặt đẹp dữ ghét thì. Rồi rồi đây, chị Thiện ơi, lấy 3 bộ đồ chốt cho Ngọc Trinh nè. Cái bộ rêu này hay, biết không đứng dậy coi lấy không? Bộ rêu hay rồi bộ sát bên là bộ nâu. Đúng bộ rêu là tao ra, tối qua về bộ gì đây? Xếp bộ xanh đen đúng bạc đây. Rồi, 4 bộ. 4 bộ của Ngọc Trinh Nguyễn, coi làm biêu Ngọc Trinh Nguyễn trừ ra 3 cái quần. Đúng rồi, hay con. Rồi một bộ nữa, bộ nâu nữa, dưới. Đó, đâu đâu lấy gì coi, Rồi đúng rồi, hay luôn, cho Ngọc Trinh. Ủa chị Ngọc Trinh sao cái bộ phi le đẹp quá trời, chế không lấy vậy? Chế không lấy vậy chế? Rồi bây giờ xả tiếp cho mấy chị là một bộ là vết đen phối bi quần dài. Vết đen. Rồi đúng rồi. 3 bộ đúng rồi. Rồi làm bill của chị Ngọc Trinh Nguyễn đây trừ ra. Chế nhiêu ký mà em thấy mặc bộ nào? Có 88 ký bao nhiêu? 3 lần để đọc 18 lần rồi đó. Làm bill của Ngọc Trinh Nguyễn trừ ra 270 gửi cái 3 cái quần lên. Đây mấy chị. 257 trừ chưa? Đúng rồi, trừ rồi thôi. Ủa em còn bộ bò dưới 70 tỷ 2 kg nè quý vị. Quý vị nào chưa chốt thì chốt giúp em nha. Xíu hả, tặng son chị chưa mua được gì. Ok, xíu tặng son được tiếp nữa. Hôm nay xả coi đó, coi thử bộ nào còn tồn ở nhà. Bữa giờ là em sẽ xả bộ đó. Xả cái bộ đen bị mắc bông lông này đi. Cái này có một cái bao cao đen một đồ bị mắc bông lông. Cho mấy chị một cái bộ chín tóc đen bị mắc phong long nha. Xả cho mấy chị chín một bộ chín tóc đen bị mắc phong long. Hốt gì bà nội? 3 bộ 240 hết. Xả cho mấy chị một bộ đen bị mắc phong long. Đen này đúng mắc phong long luôn. Bộ này đơn giản mà dễ thương. Bộ này dùng từ đơn giản. Túi đẹp đẹp hả? Ai hốt con này đi Huế Võ. Ai hốt con này để dành đem tiền Huế Võ ơi. Bà nội cha đó thiệt chứ. Hốt con này mẹ đi. Teo còn có 7 xì à. Đây. Oh yeah. Oh yeah. Ông đừng có bên anh lòng buồn du dơ. Mộng cho đôi ta. Con này là 1.450.000 nè. Con này 1.450.000 nha mấy má. À sale nhẹ phát còn 1.050.000. Con này sale nhẹ phát còn 1.050.000. Con này y vậy á. Chó giùm em chờ neo y vậy á. Chờ neo. Rồi tiếp tục mấy chị. Bộ chín tóc quần đen nha. Nói chung vải nhà em đều co giãn hết. Bộ này chị nào thích có tay và thích đơn giản là ok nha. Đây mấy chị. Đây. Trời ơi, coi nè mấy chị. Em nói mấy chị là vừa dễ thương, mà ta nói vừa đẹp, mà ta nói vừa gọn, mà ta nói nó bị vừa bị mắc phong long, trúng cái sao chẳng hạn mấy chị. Rồi, xe bộ này 240 còn 160. Chốt giùm em bộ đen kèm số ký. Chốt giùm em đi đâu vậy? Chốt giùm em bộ đen kèm số ký quý vị ơi. Bộ đen kèm số ký. Bé nào chốt đen kèm số ký, chốt giùm em đen kèm số ký. Số ký kèm đen và đen kèm số ký với chị. Bộ này mắc không lâm cho nên xe cho mấy chị còn một cái giá rất là giật mình. Em chào mấy chị nha mấy chị. Thì Dung đen 80 ký. Đen 80 ký 160 của Thì Dung nè. Ê, chốt đồ đừng xả nữa nha bà nội. Nha bà nội nha. Chốt đồ yếu phải yếu ngọc không? Yến Ngọc tay lờ nè. Nè Yến Ngọc nè. Yến Ngọc 160. Hồng Ngọc tay lờ nè luôn. Hồng Ngọc 160. Chị đi ra kia chị bớt lộn xộn rồi nha.
Hồng Ngọc 160, Nguyễn Trang Trang nè, Nguyễn Trang Trang Gò Vấp 160, Nguyễn Trang Trang Gò Vấp 160, Phoi Dèo Lộn Biêu Miết Xỉu luôn. Ủa anh Phoi đâu? Trời ơi, nghĩ sao bỏ con nhỏ có chút xíu bỏ nó nghe hoài à. Bé mở bộ đen sao, bộ đen size L nè, bộ đen size L. Đâu có, đâu có nói thì Dung Yến nói chị Yến á. Đâu có. Cái gì vậy? Ủa vậy xin lỗi Yến Ngọc nha, xin lỗi Nhi Phan nè. Nhi Phan size L nè, 160 của Nhi Phan. Xin lỗi với chị Út Ly nè, xin lỗi Út Ly, xin lỗi. Em đâu nói chị Dung đâu. Không hề nói chị Dung nha, không hề. Má em đèn mơ vắng vắng. Dạ bộ đen của Ngô Văn 80kg nè, Ngô Văn 160 nè. Không, bộ này nè, dùng từ Bắc Thăng Long á, may ra một bao luôn, chưa bán được cái túi quần què gì luôn mấy chị. Em tức chứ nhiều lúc may nhiều bộ đồ đẹp mà nó bị mất bông lông em tức mấy chị. Thiệt lòng là rất là tức luôn. Ngày hôm nay sẽ kho không hết, em sẽ đem lên lầu em cắt luôn mấy chị ha. Rồi cái chị nào chốt nữa không? Có chị nào chị nói chung là mấy chị mua đồ nhà em, chị có thường hiền có bị thương không? Rồi hôm nay xả gì? Sao nãy hỏi con thích không? Thích là tặng sinh nhật á, mai khỏi tổ chức sinh nhật. Bộ đen 80kg của Giang Nguyễn. Nè à, bộ, ở ngoài này có cái bộ bộ đen ngọc trai đâu, mai gửi gấp cho Giang Nguyễn bill này nè. Bộ đen đi tiền ngọc trai nè. Nè Giang Nguyễn cái tên L nè. Giang Nguyễn nó 160. Rồi Giang Nguyễn thì 280 nè. 280 của Giang Nguyễn nè. 280.000 của Giang Nguyễn. Ôi uống hết trà sữa cho ông chữ nữa nha. Con không sợ ba với gì sợ lắm có biết không. Cái bộ này nè, mấy chị mua đi. Sau người ta gọi là hậu marriage mệt mấy chị mặc nha. Chừng nào ta nói đi tiệc đi sinh nhật đồ mặc chỉ còn một bộ đồ này thôi. Thêm một đôi giày cao gút ha. Trời ơi chậm má chậm mẹ, nó không đẹp nó không sang đi kiếm tôi luôn mấy chị. Trời ơi nó thiệt luôn, nó đẹp 280.000 chứ nhiêu mấy chị. Chết cái sống gì nổi. Thiệt lòng luôn em sống không nổi với cái bộ này luôn. Chốt giùm em bộ ngọc trai đi tiệc. Bộ ngọc trai đi tiệc 280.000 kèm số ký nha. Ngọc trai đi tiệc 280.000 kèm số ký. Kèm số ký. Móc hai cái đầm để like ngay đi. Thầm chưa? Sai lờ. Chị lấy mỗi ngoài đó không? Mỗi bao mỗi bộ vô sai lờ giùm em nè. Đưa từng bao vô chứ đừng ai. Đưa từng bao luôn. Ừ. Thiệt á, em có để dành một, trên lầu một cái con đầm nhung này nè. Bỏ đây đi đâu vậy? Trời ơi mấy chị 280.000 đầm nhung nè. Cái con đầm này mà mấy chị mặc lên không gọn đi kiếm tôi nha. Đây, cái con đầm này mấy chị mặc lên không gọn đi kiếm em. Hơi bị đẹp và hơi bị xuất sắc luôn. Chốt giùm em đầm nhung ngọc trai ha. Bộ đó 280 chị thương trời. Đầm nhung ngọc trai coi thử đầm nào. Đầm nhung ngọc trai phía trên đó không? Rồi. Đầm bi ngọc. Xem bộ đen đi tiệc. Bộ đen đi tiệc và ngọc nhung lê không mặc là chừng nào mày mặc nữa. Xem lại bộ nào thương tròn là bộ ngọc trai đúng không chứ? Bộ ngọc trai thì quần dài nè ha. Bộ ngọc trai quần dài. À, trưa nay có một cái trường hợp như thế này. Là cái chị đó chị mua một bộ quần dài vậy nè. Mà chị nói trời ơi mấy cái quần gì mà cái ống rộng dữ vậy, đổi bộ khác đi. Thì bản thân mấy chị bán live stream, mấy chị làm shop thì mấy chị có đổi hay không? Em cho mấy chị tự trả lời luôn. Là đổi hay không? Đây nè mấy chị. Bộ Ngọc Nhung Lê ơi, mày làm ơn làm phước mày hốt cái bộ này để mày chỉ chơi tiệc cái Ngọc Nhung Lê. Mày coi thử ai mà mua mày bán mít size mà tao nói mày cái mẫu lên mà nó đẹp rụng rúng như thế này. Dễ giàu gì ha. Rồi. Nè nè em cầm cái form sơ sơ cho mấy chị coi nè. Đấy. Hơi bị đẹp. Ngày mốt sinh nhật mấy lùng mặc bộ này nè mấy chị. Ngày mốt sinh nhật mấy lùng mặc bộ này. Ha. Không là cái chắc luôn mít size trăm. Không mình không phải khó chịu. Mà mình làm cái gì nó cũng có cái giới hạn và cái giới hán của nó hết. Vậy mặc gì mặc bộ đây nha. Được không anh? Bộ ngọc trai nè.
không thương. Đang luôn luôn đây rồi đâu đấy hả? Lần nó kêu tôi phải lớn rồi, tôi phải mặc những cái bộ chững chạc như thế này. Rồi ngủ đi luôn. Với lại mấy em bây giờ bệt phải không? Rồi ok. Nó không cho em mặc đầm mấy chị. Nó sợ đẹp hơn nó đó. Tôi nói đẹp cũng mệt lắm. Rồi lên tiếp nè mấy chị. Không, bộ đó đẹp mà Ngọc Nhung lên. Thật lòng luôn. Tôi cũng biết. Ủa hôm qua Kiến Lửa lấy bộ nào? Ủa anh ơi, hôm qua Kiến Lửa lấy bộ nào mà giờ đặt bộ này nữa vậy? Không biết. Kiến Lửa tóc rồi, trả lời rõ quên rồi. Nói nè, hôm qua bà đặt bộ nào? Hôm qua bà đặt trên live cái bộ này hay sao? Sao bà không nhớ vậy bà nội? Đúng rồi, Ngọc Ca có một tay à. Lấy bộ size nhiêu ký Ngọc Nhung Lê? 75kg hả? Mary, Mary ơi chị mệt. Ngọc Nhung Lê là 280. Mary, à hôm qua đặt làm đen hả, giờ hôm nay lấy bộ này 85kg không? Anh ơi, cái view của Kiếp thì lửa này từ từ gửi nha. Để chưa nào nhận view kia xong rồi mới đi nha. Rồi view Kiếm Lửa 280 là 85kg. Kiếm Lửa chị nói không nhỏ là chị dặn vô lum chị nhỏ lại cho em. Em đem ngắt hai cái đầu vú chị bây giờ. Mình không có trách được chị, tại vì sửa nguồn rin cũng vậy. Sửa nguồn rin mà kể cả ba sửa nguồn rin mà sửa nguồn rin nó may công nghiệp, nó may luôn luôn. Cũng bị vậy, nhờ giờ mình có la nó được chị. Hôm nào may kiểu đó mà quần ống rộng, hôm nào đẹp trời may vậy. Cái bà chị đó hả? Tạ, sở thích của bà là mặc cái gu gì đó cho em về em mở hàng ra em kiểm tra làm gì không vừa. Trong cái đó cái len dệt đó phải em nè, 85kg mà em còn vừa nữa, bà không vừa. Đây này, đó là chị gì của anh Kho? Đầm bi này 280 nè mấy chị. Đầm bi này 280 nè. Nói thiệt á, không phải bạn anh Kho là chiều nay em cầm máy em chửi rồi đó. Em đã nói là trong quá trình mua livestream khách nào vô mình cũng phải dặn, đúng rồi, là không cho kiểm tra hàng. Mà dặn tấu dặn lui dặn xuôi dặn ngược, dặn tấu dặn lui dặn xuôi dặn ngược. Cái đầm này đẹp lắm nha mấy chị. Cái đầm này lên form rất là dễ thương. Chốt giùm em đầm nhung bi kèm số ký ha. Rồi lên hàng ngày hôm nay. Đẹp lắm chị. Con này mặc lên trời ơi, bao sung sang, thấy trong lòng em ngứa ra. Hả? Mày mặc đầm hả? Võ nghe, bộ ngọc trai 280 em 67kg. Dạ ok chị Võ nghe. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha chứ. Cho nên là khi nào hàng chật hàng rộng thì cứ nhắn tin cho em ha. Rồi Võ nghe, bộ 67kg là bộ này đi ăn tiền được chị. Tại thằng em tại thời chồng em nó sung quá, mở nhạc sùm em không nghe gì hết. Ra ngắt đầu vú đi 280. Ra ngắt đầu vú chết bà cho em. Em chưa biết cái gì lên mà nó cũng phối rin bi giống vậy. Trời ơi, bòi xa cơ nói chuyện. Bữa sau chị nghe nè, nhắn tin cho chị nghe xong rồi chụp hình lại đi mấy lần. Lấy đây à, chờ chốt 5 phút nữa trên để xong bao hàng này à. Vui gì tốn thế mẹ, vui gì mẹ. Chờ chút em. Một tay để nói rồi, để mai 21 gom em xả một kho một tay luôn cho mấy chị. Mấy chị chờ đi. Cái gì mày bán mà gì không ưa mắt em là gì á. Nghe sung sang thấy trong lòng em ngứa gan. Tiếng pháo vui nhau nè, ngày hôm nay lên cái mẫu đầm mày đừng có ai xỉu hết nha. Tiếng pháo vui nhau đó đây con rộn ràng. Chốt này rồi, chốt rồi, kêu tên rồi. Chị mặc cái này nè. Đây nè mấy chị, cổ tim trước tim sau ha. Đây, coi nè. Trời ơi, có cái đầm bi nè mấy chị, đẹp không?
xuất sắc luôn. Đầm này 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Cái gì vậy? Mày cũng lộn xộn ngồi đó thì mày ngồi yên ngoài đó đi, mày nhiều chuyện quá. Lại tôi có xảy ra lờ. Có áo dài không chị? Có áo dài. Mày nói nghe nè, kiến lửa vô trong mày biết gì hả? Mày ơi, muốn kêu con bé qua kêu quay chụp hình quá là toàn mẫu đầm sang không mà. Kêu nó qua chụp thì lại không có lên đồ, không có bắt mắt. Mà em thì lên chụp bây giờ không có đủ thời gian luôn thật á. Một lòng ước gì có ngày 48 tiếng. Rồi đầm bi này gọi là đầm bi tay dài nè. Chứ này em rút hàng xuống dưới nè. Lấy băng keo đem hàng vô xong lấy băng keo trắng xuống dưới ghi da ghi ấy đi. Chứ không hàng hóa nhiều xỉu luôn á. Bỏ xuống đây. Cô cầm này trúng nè. Rồi đưa kiếm mấy cái bao xuống, lành lặn xuống. 3-4 cái bao lành lặn xuống. Cái con đầm này á mấy chị, là nó có tổng cộng là 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt con đầm này thì chốt lên giúp em con đầm này ha. Lấy bộ villa size L đi. Nãy giờ có bán gì sao ta thấy tụi bay vòng vòng dữ rồi bay. Có kiểu có đi mà. Nhất là mày á. Lẹ lên. Đưa cái bộ villa nó size L ra cho mọi người coi luôn. Không chụp hình được hàng quá trời, không chụp hình được luôn. Cái lần tối hôm qua chụp mấy bộ đồ xấu quá. Villa. Villa vàng các chị, thì em có hai loại villa vàng và villa trắng đen nha. Lá ký đi lò villa vàng luôn. Quay ở nhà cố gắng chụp hình chứ. Chết luôn. Để chụp đúng không? Để ra chị Quang lên để chụp hình đó. Để hết lâu. Dễ thương không mấy chị? Đây. Hơi bị xinh luôn ha. À, rồi chốt lên giúp em villa. Khi mấy chị mặc lên nó tự để cái đây nó đứng lên nè. Ủa cái này ghi gì không? Đầm đầm Renby tay dài. Mai gửi luôn chị, chiều giờ trễ. Rồi chốt giùm em bộ villa vàng nha mấy chị nha. Villa vàng kèm số ký. Chế nào chốt villa vàng kèm số ký chốt lên giùm em. Villa vàng có chị Cảnh Hằng. Có chị Cảnh Hằng. Thôi tối nay mình like nghỉ sớm sớm để em lên chụp hình này. Chứ cái này em thấy em ngủ mà hàng hóa quá trời nhiều luôn. 280.000 ông nội. Đây mấy chị, villa. Villa vàng nguồn chính tắc 240. Ha. Rồi đây là phila, lấy phila vàng bỏ lên đây XL cho. Rồi bỏ lại phila đen. Mà em đó là em rất là thích cái tay của phila đen nha. Nè phila đen nè chị thấy không? Cổ đắp chéo qua lại nè. Tay rất là đẹp. Cái này là phila đen. Chị nào chốt phila đen thì chốt giúp dùm em phila đen. Bé Lồng ơi, ra cái kệ coi thử chỗ nào có đầm đỏ lấy vô đây cho cô Cảnh Hằng coi. Đây là phila đen mấy chị. Phila đen nha. Phila đen cũng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg. Cái gì đầm nào màu đỏ, lấy chỗ nào là phải nhớ chút phân ra nha. Chứ không phải lấy đầm này bỏ chỗ này, đầm kia bỏ chỗ kia đâu. Bỏ phila đen vô. Bỏ phila vàng vô. Phila đen của Hiền Trương xáy trên lờ. Rồi em lên cho mấy chị một cái con đầm mà đầm nút bạc nè. Đầm nút bạc nè, Hiền Trương 280 nè. Đầm này là 4 size nha quý vị nha, đầm này 4 size. Dưới 70. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Đây nè mấy chị. Rồi đầm này người ta gọi là đầm hạ eo. Đầm chốt giùm em đầm 4 nút nha. Đầm đỏ 4 nút hạ eo. Đầm này có tổng cộng 4 size. Mày thích ư không? Thích ư không? Tao quýnh mát nhỏng ra bây giờ. Villa đen size L đây của Yến Ngọc. Villa vàng 2X. Villa đen 67 của Yến Ngọc. Yến Ngọc mua hàng bên em rồi không Yến Ngọc? Rồi size L của Yến Ngọc 240 nè. Yến Ngọc 240 rồi. Villa vàng 2X lấy chưa? Lấy chưa chị lấy nha. Rồi. Kim Cúc Đinh Yến Ngọc. Cái gì mua con ly lùng nó mua về đó, đâu có kêu đâu. Ăn cơm đỡ ơi. Rồi đem này ra sắp nha. 24 rồi. 24. Cái đầm đỏ này nè mấy chị mặc gọn lắm.
trước hay chứ các bạn ăn trước hả? Các bạn ăn xong rồi cô Hải kêu còn nửa hộp ăn luôn. Người nó kêu rồi chứ Thiện với các bạn ăn cùng. Thôi đâu. Có thử dưới đó có cái đầm đỏ nào không? Ôi đã còn đầm đỏ nào nữa không Lùng? Sao xách vô có một cái vậy Lùng? Kiểm tra lại đi. Còn đó là cái gì vậy? Con bộ lai dông nó đẹp lắm, đừng có lấy đi. Đừng lấy. Rồi hàng gì nữa mấy đứa? Có bao bộ bao nữa kìa. Một bao nữa đưa vô luôn đi. Nè chị Thiện đưa bao này xuống không? Nè chị Thiện đem bao này ra trước sắp cho chị Thiện đựng đi. Đem bao này trước sắp. Đầm đen lai dông đầm này còn nhiều không? Đầm đỏ lai dông còn nhiều không? Đầm đỏ lai dông nè mấy chị. Cái đầm đỏ này em nói mấy chị, cái form nó giống form hàng xúc lắm. Chị Nguyễn Trang Trang đã mặc cái đầm đỏ này chưa? Nếu chưa thì lấy ha. Cái đầm này ở trước là nó là cổ đắp chiếu que, đắp chiếu lại nè mấy chị ha. À, phila đen 240 của bé mở. Rồi chờ chút bé mở ha. Chờ chút nha chị. Thì có mẫu. Nói chung là đầm nhà em giờ chắc cũng phải chơi gần 100 mẫu rồi mấy chị. Mà em giống như con điên á. Hàng hóa gì mà em like có một lần thôi em đi cất giống như con điên thì em y chang con điên luôn. Cái đầm này mấy chị nên lấy nè, vải lai dông rất là đẹp. Đầm nè, xuống lấy bộ phila đen cho bé mở đi. L. Rồi hôm nay em lên cho mấy chị một bộ LV xanh, dễ thương ha. Trời ơi coi nè, lấy LV xanh xa XL luôn đi. Trời ơi mấy chị coi nè, trời ơi. Trời chậm má chậm mẹ sao nó dễ thương dữ vậy mấy chị. LV xanh. Em ơi, dạ. Em chốt luôn, đúng rồi. Nè bé Lùng ơi, bé mở nè 240. Trời ơi, chốt giúp giùm em mấy chị ơi. Chốt giúp giùm em LV xanh 24. Cái gì vậy? Ủa gì tự nhiên giờ mày giật lên mà kêu 28 vậy? 28 là cái khác. 24 với 28 nào? 28 là cái bộ này nè. Bộ... Con này là 1.450.000 sale, 1 triệu, con này là 1.450.000 sale, còn 1.050.000 này chị Linh Huỳnh. Con này em có một cái con gần giống để đi tiệc. Chính nó có nghĩa Nguyễn Trang Trang xáy trên L nè. Xáy L của Nguyễn Trang Trang. Ông cái bộ eo vì xanh này dễ thương. Dễ thương quá trời quá đất luôn. Xáy L của Nguyễn Trang. Đầm đỏ không có màu đen hay trời. Ví dụ như màu nào lên đen là chị sẽ la làng lên xóm lên có đen. Còn không có đen là sẽ không có la làng lên xóm lên à, 240. Bé Lùng lên chỗ ngay trước cửa nhà tắm luôn. Có cái đầm là phối trắng á, đem xuống đây. Mới về hôm qua đem đầm phối trắng nó xuống đây. Bộ này kèm quần chính tóc nha mấy chị nha. Bộ này kèm quần chính tóc chị Phúc Chi này, XL của Phúc Chi 240. Kèm quần chính tóc này mấy chị. Kèm quần chính tóc ha. Chị nào chốt bộ LV xanh này chốt giùm em LV xanh. LV xanh của Yến Ngọc không lên đi. Rồi Yến Ngọc 240 nè. Lấy cái bịch trên bàn lên cho cô Hạnh ăn đi. Yến Ngọc nè 240 đúng rồi không? Cầm nơ phải không? Yến Ngọc 240. Không cái bộ này đẹp. Bộ này đẹp thì Như Ngọc bộ LV 90kg. Dạ ok. Nè 90kg của Như Ngọc Nguyễn Mai 240 nè. Eo vì 100kg của chế Thùng Châu này nè, quý chị. Thùng Châu 240 nè. Thùng Châu 240. Ông bộ này xinh. Bộ này mấy chị mặc lên vừa xinh vừa gọn mà vải vừa coi giãn vừa mềm nữa. Đây nè mấy chị. Là em giống như cái bị mắt dông, mắt đằng dông á mấy chị. Nghĩ sao mà bộ này lấy ra XL chưa? À, nghĩ sao mà đầm đồ em nhiều cỡ đó luôn. Thùng Châu đang ghi nè. Cái đầm á hả Bình An, còn nè Bình An. Hình như còn cái để coi size rồi nha Bình An. Nè còn cái đầm nè. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn á. Nè. Con quần chính tóc như tròn. Rồi ghi chữ Bình An đi. L của Như Nguyễn thành phố nè. Bình An 208. Cái đầm này thật sự là mặc đơn giản rất là đẹp luôn á mấy chị. Nè à, Như Nguyễn thành phố. Thì chứ hàng giống như bị mắc cổ bố gì á. Hàng thì về quá trời luôn. Chưa chưa để em đưa đồ đổi nha. Em đưa cái đầm đổi. Hồi bữa bị chị bị gì ta? Hồi bữa hai cái áo của chị Như Nguyễn là áo mà 150.000 hai cái bị vấn đề đúng không? Đúng không? Để em biết em lấy hai cái áo bù nè. Eo vì size L 240 của Nhi Pha. Eo vì xanh của Trâm Anh Thái nè.
Cam Minh Thái 240 nè. Cam Minh Thái anh Phước nó mua đi với cái bì bự chà bá mà có 90.000 rồi nè. Rồi con đầm này 4 size nè, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ghế đẹp ha. Rồi em mê mẩn con đầm này lắm luôn á mấy chị. Con đầm này dùng từ là quá ư là xuất sắc luôn, là con đầm này nè. Con đầm này dùng từ là tuyệt vời trên cả tuyệt vời mấy chị. Con này ha, 4 size, dưới 70 xếp lại cho bé lùng đem lên trên đó cất lại. Dưới 70, dưới 80 dạ bò một cái, dạ bò một cái. Bây giờ chị Như ơi, Như ơi giờ thật sự luôn à, bò thôi. Chí Thiện ơi, Chí Thiện ở, Chí Thiện ở ngoài đó có một cái bao áo thun mà 150.000 hai cái đó, hoặc là 75.000 cái đó. Và cái đầm dây xanh lấy xay XL không à, một cái bao áo thun mà 150.000 hai cái, 150.000 hai cái, rút một cái màu bò đền cho chị Như Nguyễn. Rồi bé Vi, bé Lùng đem cái đầm này lên đây con. Rồi ngay chỗ cái góc cầu theo là có cái đầm rêu á. Con lấy cái đầm rêu XL luôn nè. Gì à? Đó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bà áo mà LV có mấy màu? Cứ đưa lên mẫu đó nó sẽ có mẫu đó đó video. Còn nếu mà có mẫu khác là nãy giờ le làng le xóm lên rồi. Bớ ta ờ gì đó. Còn không có màu khác thì nó cứ không có màu khác vậy thôi. Dạ. Bỏ dưới giùm mày bây. Mày bỏ mấy bộ này ra chưa? Rồi quay lại. Rồi mấy chị ơi, hồi nãy hứa tặng son đúng không? Bữa lấy hai giống nhân gia em mà làm biếu đem lên bộ điện. Đi đi chị, tại nhiều lúc em cái lúc mà chị chốt rồi là chưa chốt em mà không nhớ. Rồi tặng tiếp son nha. À, ghi là ghi bù cho chị Như Nguyễn khỏi ghi chữ đổi. Đâm bé Lùng ơi, lấy cái đầm trắng đen nó xay lên lò xuống cho chị Mùi Mùi con. Rồi bấm nút chia sẻ tặng son. Dạ son nhà em là 255.000 chứ không phải son mấy chục ngàn đi tặng. Ừ, cái tính em kỳ lắm, nếu mà chơi thì mình chơi cho ra trò, còn nếu không chơi thì đừng chơi, chơi nhiều nó chữa mất công nuôi không nổi ha. À, rồi tặng son mấy chị bấm nút chia sẻ đi, chị nào có chia sẻ em tặng son xong em lên. Rồi comment nha. Chị sao chị em ăn cái đó nè. Em chị á, anh thấy lấy hai áo thun 67kg ra, lấy hai cái áo thun chỉ điện, lấy hai cái bao áo thun ra đây. Nè chị nào có chia sẻ và comment đúng câu thì em sẽ tặng ha. Tặng 10 thỏi luôn, tặng 10 thỏi cho nó lớn. Bộ rêu ra đổi cho Như Nguyễn thành phố phải đầm không? Bộ, chị thấy như bộ hả? À, cái đó bộ không con? Đây. Đây. Cái này em... Con Lan con kiếm cái bao đầm rêu đi, cái lộn cái này bộ không phải à? Cái này nó đầm này của ai? Mùi Mùi hả? À? Nè Mùi Mùi nè, XL hả? À? Nè Mùi Mùi XL nè, 280 của Mùi Mùi. Thôi bỏ này đi. Hả? Ừ đúng rồi đó. Đúng đúng rồi đó, đúng đúng rồi. Lấy cái size XL. Bé Lùng, bé Lùng, con bỏ cái bộ rêu này xuống đây hay gì vậy? Để chút gì chụp hình. Còn bé bi chút nữa lấy một cái đầm bi chỗ đây nè, size XL bỏ ra cho chị lên chị chụp hình luôn. Rồi tặng nha. Tặng son mấy chị. Rồi ghi chữ Như Nguyễn thành phố đổi hàng rồi. Rồi tặng son comment đúng câu em tặng nha. Và nhất là những chị có chia sẻ còn không chia sẻ thì khỏi nét giùm em. Rồi chốt giùm em nha mấy chị nha. Đã chia sẻ nha. Đã chia sẻ tặng son nhà bảy rụng. Đã chia sẻ hồi nãy nói câu sao mấy chị? Đã chia sẻ tặng son nhà bảy bắp giái. Đây mấy chị ơi. Đã chia sẻ tặng son nhà bảy bắp giái. Chị nào comment trước thì em tặng trước ha. Đã chia sẻ tặng son nhà bảy bắp giái. Đã chia sẻ, ai chịu biểu chị nói, chị ngồi im đi. Đã chia sẻ tặng son nhà bảy bất giá tặng đúng 10 cây. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đã chia sẻ tặng son nhà bảy bất giá. Bà nào không chia sẻ khỏi còn comment. Đã chia sẻ rồi, Văn Nguyễn thành phố là tặng. Đã chia sẻ tặng son nhà bảy bất giá.
đã chia sẻ Nguyễn Trang nè, Nguyễn Trang tặng nè, Nguyễn Trang tặng Văn Nguyễn tặng nè, đã chia sẻ tặng son nhà bảy bóp giái ha, đã chia sẻ tặng son nhà bảy bóp giái Nhung Lê nè, coi thử Nhung Lê nào, chị nào mà khách mới vô nhắn tin địa chỉ số điện thoại này nha, Nhung Lê tặng nè, khỏi còn ghi chữ tặng, khỏi còn ghi chữ tặng nha, đã chia sẻ tặng son nhà bảy bóp giái ai nữa, Phương Nguyễn Mai nè, Phương Nguyễn Mai một cây nè, Phương Nguyễn Mai nè, Phương Nguyễn Mai một cây nè, tiếp tục Ngọc Giang không chia sẻ nè, Dương Lo đã chia sẻ tặng son nhà bảy bóp giái của Dương Lo nè, Dương Lo inbox địa chỉ số điện thoại nha, Siro Hugo là không tặng nè, không có chia sẻ, đã chia sẻ tặng son nhà bảy bóp giái Phương Quỳnh nè, Phương Quỳnh tặng nè, Nhi Phan tặng nè, ai ghi, Nhi Phan tặng nè, Ngọc Nguyên Phú Yên tặng nè, ai ghi Ngọc Nguyên Phú Yên ghi tiếp luôn ơi, ghi tiếp rồi từ bỏ vô, Ngọc Nguyên Phú Yên tặng nè, Ngọc Nguyên Phú Yên tặng nè, rồi tiếp tục Mai Huỳnh tặng nè, Mai Huỳnh không giấu tặng nè, rồi ai tiếp tục, Trương Dạ Thảo không chia sẻ nè, Ngọc Phương Trần nè, Giới Ngọc Phương Trần nè, ghi Ngọc Phương Trần nè, rồi hết nè, đó ai muốn bóp giấy bóp tiếp đi mấy chị, chứ giờ em hết giấy tặng rồi, ai muốn bóp giấy 7 thì bóp giùm em cái đi, ai muốn bóp giấy 7 thì bóp giùm em cái, đó mấy chị muốn tặng Noel nữa đúng không, coi coi thôi còn nhiều, 1, 2, 3, 4, 5 còn 5 thôi chút tặng tiếp, son này là bé lùng dùng không á, sao dương cây được, à, sao biết hết được, đâu có thể biết hết được, rồi còn dương cây không biết bị lộn của bà nào nè, Nguyễn Trang có chưa, Nguyễn Trang nãy giờ có chưa, trời ơi thiếu cây nào bà đó bà chửi cho, Ngọc Nguyên, Nhi Phan, Ngọc Nguyên nào, Ngọc Nguyên Phú Yên nè, Dương Lo gì để mà chị đọc Dương Lo gì đấy, Ngọc Phương Trần, rồi ai nữa, giờ không biết thiếu ai thì thôi xui rủi đi, ai thiếu ai thì tính sau đi, còn đầm bi 75kg hàng nghe, dạ bây giờ son hết rồi, còn mấy chị muốn bóp giấy 7 thì mấy chị cứ bóp thoải mái đi nha, bây giờ hết son rồi, hết son tặng, còn ai muốn bóp giấy bóp đi, bóp tiếp đi, hãy bóp đi bóp đi, đừng ngại ngùng, dạ hôm nay em sẽ xẻ cho mấy chị áo trăm, bình thường 150 hai cái đúng không, nhiều màu lắm, không chia sẻ đây mấy chị, rồi tiếp tục cho mấy chị nha, đây mấy chị ơi, 60 đến 85kg áo cô tông nha, em có màu 8 nè, 150 là hai cái, màu trắng nè, màu đen nè, màu đỏ nè, chốt một cặp nha, màu xanh rêu đậm, màu xanh lá cây, dạ cái này người ta gọi là màu xanh ngọc đi, màu xanh ngọc, dạ màu màu này là màu cam đất, dạ màu này là màu đỏ đó chị, màu đỏ, dạ màu này là màu tím, 60 đến 85kg, màu chím, màu chím, màu chím mấy chị, màu đen, Hiền Trương lấy gì ạ, 150 hai cái của Hiền Trương, lấy cho Hiền Trương cái màu đỏ với cái màu đen đi Hiền Trương, Hiền Trương hai cái 150, hai cái trắng đen của Ngọc Nguyên thành phố, rồi Ngọc Nguyên thôi, Ngọc Nguyên Phú Yên nè, cô lộn em hoài, rồi Ngọc Nguyên Phú Yên hai cái ghi mặt trắng nè, Ngọc Nguyên Phú Yên, à trắng xám của Trinh Nguyễn nè, rồi trắng xám nè, trắng xám của Trinh Nguyễn nè, đưa hai cái của Hiền Trương lại giúp em, có cái màu tím nhạt nè, mấy chị nên lấy cái màu tím nhạt nè, cái màu tím nhạt lên đẹp cực kỳ ha, trắng xám, rồi trắng này xám này của Hiền Trương bỏ lại nè, Hiền Trương là bỏ lại nè, đỏ và đen của Dương Nguyễn thành phố nè, Dương Nguyễn thành phố nè, xám đen, xám nè, đen nè nha, xanh rêu đậm nè nha, tím nè, trời ơi cái tím này đẹp lắm nha, hồng mỹ chi, còn thiếu cái xám nữa nè, hồng mỹ chi ơi, rồi hồng mỹ chi 4 cái nè, em có màu rêu nhạt nữa nè quý vị, em có cái rêu nhạt nữa hả, nè để ra kiếp cái xám nữa hả, mẹ em nó đèn mở, chị ăn gì chưa chị Hạnh, tưởng chưa ăn, nhìn em mai ăn, dạ.
giọng thiệt chứ. Ủa ngày mai chị có làm không chị Hạnh? Xám đâu, xám đâu, hết xám rồi nha. Tuyên bố là hết xám nè. Dạ tuyên bố nhẹ hết xám nha. Lấy cái rêu nhạc đi chế ơi. Lấy cái rêu nhạc đi chị gì qua nội. Hả? Hồng Mỹ Chi. Rồi Hồng Mỹ Chi. Hồng Mỹ Chi tới ai nữa vậy? Rồi Hồng Mỹ Chi như ý là đen với xám hết xám bà nội. Nè lấy xám, lấy đen với lại con tím nhạt đi bà nội. Bà nghe lời tôi, bà lấy con đen với con tím nhạt giúp tôi đi. Bà như ý trần, hoặc là rêu nhạc cũng đẹp. Rồi như ý trần, hai cái 150.000 của như ý trần nè. Lấy hai cái trắng với một xanh lá cây, dạ ok chị. Hai cái của bé Bình An nè. Bình An hai cái 150.000 nè. À, tím nhạt và xám, hết xám rồi thì Như Nguyễn. Như Nguyễn giờ lấy màu khác đi Như Nguyễn. Lấy tím nhạt và màu bò đi, à, màu khác đi chị. Hết xám rồi Như Nguyễn chốt cái khác ra nha. Đỏ và xanh ngọc của Bảo Trâm. Đỏ nè, và xanh ngọc nè. Rồi đỏ và xanh ngọc của Bảo Trâm, hai cái 150.000 nè. À, xanh lá cây với cam đất của Ngọc Hương Trần nè, xanh lá cây nè với lại cam đất nè. Rồi Ngọc Hương Trần, hai cái 150.000 của Ngọc Hương Trần nè. À, không nhớ nữa. À, một đen và một đỏ của Thương Dạ Thảo nè. Một đỏ nè và một đen nè. Đừng có dọn lòn biêu nha, dở cái cố dọn lòn biêu đi tao. Rồi lúc tao chửi rồi sao con mắt tao. Hai con này của Trương Dạ Thảo nè. Dạ hết xám rồi, chị Nắng Châu chiều chốt cái khác đây. Chị ơi tặng tặng em không chốt được là gì chị Ánh Quỳnh. Tặng phải chia sẻ chứ mấy chị cứ không chia sẻ, mấy chị cứ vậy hoài à. Như Nguyễn lấy màu gì chốt giùm em hai màu đi, đỏ và đen của. Nè Như Nguyễn chốt lại giùm em màu trắng và màu gì đi. Nhung Huỳnh. Nhung Huỳnh là màu đỏ và màu đen, ok Nhung Huỳnh nè. Đỏ nè. Đỏ và đen của Nhung Huỳnh hai cái nè. Nhung Huỳnh 150.000 nè. Nhung Huỳnh 150.000 nè. Chị ơi chốt lại giùm em chị Như. Đâu Như Nguyễn tím nhạt và xám, tím nhạt và trắng của Như Nguyễn nè. Tím nhạt nè. Trắng có rồi nè, kiếm cái tím nhạt hả? Tím nhạt rồi đây, hai cái của Dương Nguyễn thành phố là trắng và tím nhạt, vải đẹp lắm mấy chá. Vải đẹp quá trời luôn. Em nói mấy chị là vải đẹp mê mẩn luôn. Nè màu bò nè, cho coi cái màu bò nè. Em là em chuộng hai cái màu, màu bò với màu rêu đặc. Chuộng hai màu nè bò nè, chị đã đẻ không? Vải rất là đẻ. Rêu đậm nè. Rêu đậm. Hai mấy chị rêu đậm ha. Rêu đậm, bò với rêu đậm. Tím liệm chiều xiêm. Tím này người ta gọi là tím đậm nè mấy chị. Cái con này vải đẹp lắm. Tím đậm nè. Hồi em nói thiệt đó, cái con này nó vải nó mê. Mê tít lộ đít, mê tít thò lò luôn mấy chị. Cái con rêu nhạc cũng đẹp nữa. Con rêu nhạc cũng quá trời đẹp. Kiểm tra giúp em hai bộ đồ ngủ lần trước. Gửi cho em nhắn tin chị không. Nếu mà còn Biêu Hồng Mỹ Chi ở đây là em sẽ vô em gửi chị luôn. Còn Biêu mới dùng Biêu Anh Phước Anh Báo vậy á. Đây nè. Cái bò với cái rêu đậm đúng là bà nội. Hai cái này đẹp nhất luôn á. Bò với rêu đậm. Nè xếp bên đây lại bò của rêu đậm của Như Ý Trần nè. Bỏ tôi biết bao lâu giờ cứ vô gặp lại tôi đó bà Như Ý. Tôi giận ghê gớm giận luôn. Con này là xanh đen nè. Con này là xanh đen nè. Rêu đậm với tím đậm. Con này của Bích Sai Trâm nè. Rồi đem đây. Con là tím đậm còn. Rồi tím đậm với rêu đậm của Bích Sai Trâm nè. Hết luôn rồi. Có đầm đi dâm không chị? À không chị. Có đầm đi à, có đầm đi đám không chị? Mất hồn. Mấy chị cứ thiệt hết chứ. Tối mà cứ nghe cái gì dâm dâm vô đây không à. Dạ có đầm đi đám chứ chị. Nhà em chỉ có không có tiền thôi.
rêu đậm và tím đậm rồi, giờ kiếm nè, rêu đậm nè, giờ đi kiếm cái tím đậm với mòn nè chị, lấy giúp em cái màu bò đi chị, rêu đậm và tím đậm, từ nha, có con rêu hả, rồi có con tím đậm nữa hả, hết rồi chị, hết tím đậm rồi, giờ chị lấy giùm em con xanh đen đi, nha chị, thương em lấy giúp giùm em con xanh đen đi. Tôi mà tôi đưa hai cái áo lên dệt này mấy chị miền Bắc này, nhất là Trương Dạ Thảo giật này. Tôi nói thiệt với bà Trương Dạ Thảo luôn. Nói thiệt lòng và nhẹ nhẹ thôi nha, áo 180 nha. Tại cái chị này xẻ chứ không xẻ là ngày hôm qua không có áo này bán. Trương Dạ Thảo 70-100kg. Nè mấy chị coi giùm em áo lên dệt này đẹp không? Mấy chị coi giúp giùm em áo lên dệt này đẹp không? Hơi bị đẹp luôn. Một con sọc đỏ chỉ một con sọc trắng đen, hai con này đều 180 nè, hai con này đều 180 nha mấy chị nha. Trương Dạ Thảo chốt đi, xanh đen và tím, xanh đen, xanh đen tím bò xanh, xanh nè, xanh nè, trời ơi giá chị ép nhô mà trời thiệt, tao vợ bỏ mẹ đâu cho tôi kêu làm mai bà khác đi. Quỷ sứ yêu ma gì đâu á, giá gì đâu không mà thứ quỷ thứ ma á trời. Ấy nữa, ông bớt ấy giùm tôi cái luôn đi. Ông bớt ấy giùm cái đi. Xanh đen tím bò. Hai món rồi nè, xanh đen rồi nè. Còn cái màu bò nữa, kiếm cái màu bò nữa. Bò bên kia kìa. Đâu, ở đây. Rồi xanh, xanh đen tím bò. Có tím à. Tím này như con cái kìa. Mày cái tay cũng đuổi kìa. Trong mức cái bịch đó luôn á. Ok không? Có. Tím đó. Tím sao chị? Tay hai cái đó mà tím. Trời ơi sao chị thông minh dữ vậy chị? Các em quất chị lên chị điện còn có ba màu à. Ba cái hả? Thì để kiếm thử con đen, còn con đen nữa không? Chốt con đen nữa. Đen nè. Lấy thêm con đen nữa, hết rồi. Hết rồi chém còn ba con à. 150 với 220 đi. Rồi Trương Dạ Thảo nè, cái con này mà mặc với sọt một cái ha, mê lắm con vải nè, đẹp lắm luôn. Kim Cúc Đinh, đưa lại hai cái áo này, cái này là của Trương Dạ Thảo nè. Anh ơi coi bill Trương Dạ Thảo còn thiếu nhiêu, chút nữa Trương Dạ Thảo báo giùm vô trong tin nhắn là chị em thiếu Thảo nhiêu, và cái bill này nhiêu, bill bữa trước nha gửi ra không thu nhiêu tiền, rồi để biết còn là chị em còn nợ nhiêu để anh Phước biết tính nha, ha. 188 sọc trắng đen hết rồi chị Hương. Cái gì vậy trời? Anh cái này kêu gì chị Hương? Trời ơi, vợ kêu mua cái túi sách có 3 triệu mấy mà kêu bỏ, trời ơi, chứ chồng như quỷ, ông vợ ông như quỷ vậy trời ơi, thiệt chứ. Nãy giờ em mới thấy màu đỏ đô nè, bé nào lấy thêm đỏ đô lấy giúp em đỏ đô. Nếu thương được thì nói nha em, chị đừng có lấy cái đá của em, em quyết định là em bán ế em để em mang rồi. Ủa cái này mang sao? 1 triệu mấy mà sắp vậy á, là chị thấy cái da nó đã không, để em làm mấy đó phải cầm như cái bóp eo mì. Qua mà sách bóp chửi, nó đi không có tiền bạc, nó giật té sắc mặt. Đúng rồi, bị la bị chửi là đúng rồi. Bóp vỏ, đúng rồi, chửi chị đúng rồi. Do hôm nay em sẽ xả với chị một bộ FF trâu. À xả không? Xả không mấy chị bộ Dior. Hôm nay xả một bộ Dior không? Trước khi xả bộ Dior, xả bộ này nè. 10 giờ nghỉ. Không, hôm nay ở nhà chị cho nó mệt chứ. Nè hôm nay em xả bộ này cho mấy chị, bộ quần váy. Nhưng mà mấy chị ơi lưu ý giúp em nha, cái bộ này vải nó rất là đẹp ha, coi nè, cái bộ này vải rất là đẹp kèm với quần váy. Bộ thể thao nào không? Chưa, hôm nay chưa lên quần tay được, mai đi, mai em xả vào quần tay cho nè. Bộ quần váy nè mấy chị, bộ quần váy kèm với tay rớt rất là đẹp nha, và bộ này 240 sale 160, chốt giùm em số ký, chốt giùm em bộ này số ký kèm số ký nha. Chị Điện ơi đưa cái bao này ra cho cũ. Mày đưa cái bộ quần vải vô đây, lẹ lên, mày bỏ đi thuốc xuống, tao không phải là quay lưng lại, tao không thấy đâu nha. Bộ đen ở trên này nè, bộ đen rất tay hồi nãy, Út lấy nè. Bộ đen rất tay đâu, Út lấy là... Cái bộ này mặc lên vừa trẻ, vừa dễ thương, mà vải vừa thoải mái.
À đúng rồi đó, phải màu đó không? Đưa coi này. Đưa hết cái bao đi, đưa coi đúng không? Rồi đưa, nếu mà đúng thì đưa hết cái bao mới vô. Rồi đưa hết cái đống nó vô đây chị nè. Đưa hết cái đống nó vô. Đó đô nè. Áo này của Thủy Thu Phạm nè. Lấy kia guitar 70 nè, đây ghi 80 đi. Rồi, bộ quần váy kèm số ký nha, coi đưa cho đúng mẫu nha. Rồi bộ này của Nguyễn Thương, Thương gì đây nè. À, bộ này là của Nguyễn Thương Binh Binh nè. 160 của Nguyễn Thương Binh Binh nè. 160 ngàn của Nguyễn Thương Binh Binh. Bộ này còn size 100kg không đây? Hết size 100kg rồi. Dạ Thanh Thúy 333 là 67kg nè. Rồi Thanh Thúy nè Lùng ơi. Thanh Thúy xin địa chỉ số điện thoại Thanh Thúy luôn. 160 ngàn của Thanh Thúy. Của BB nè. Thanh Thúy có dấu không? Gì vậy chị? Cái gì đây? Chi hả? BB nè. BB 160 rảnh quá rảnh nè. Rồi hai bộ này của Bích Thủy 160 cộng 160 nè. 160 cộng 160 98kg không có sai nha. 98kg hết rồi. 80kg của Hồng Mỹ Chi Thanh Thúy mới á. Hồng Mỹ Chi XL. Để kiểm tra Hồng Mỹ Chi thử nha. Đây Hồng Mỹ Chi 108 nè. Hồng Mỹ Chi 106. Hãy để nhắn tin nha, đừng có cho trên này nha chị Thanh Thúy. Chị hai cái áo nè. Thấy không? Rồi cái đầm nè. Đầm nhiêu hả? 440. Em bao chị 50 chị trẻ em 450. Trời gớm không? Em chơi kiểu này chị ốm liền. Cái bộ quần váy này em nói với mấy chị là mặc lên nó rất là dễ thương và nó rất là gọn. Em có một bộ không, cái nào không có là em biết cái vải áo với chị liền à. Đây là quần váy. Là ở trong có quần ha. À, bộ quần váy kèm số ký. Đây. Biết ra hết tiền qua cho miếng rồi trời. Cái bộ này vải áo đẹp lắm. Vải áo rất là đẹp. Mấy chị thấy đơn giản thì trước khi mặc lên cực kỳ dễ thương bộ này nha. Rồi chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em bộ quần váy nè. Bộ quần váy kèm số ký. Nào đẹp là không có bê ấy chén thiệt à. Mình đặt cái lúc vàng chính quy thì nó có đủ size đấy. Bà nội à. Đâm đi tiệc nha chị. Chút nữa em đăng lên chị chọn luôn lần. Ủa gì đi về thiệt hả chị? Rồi nghỉ nha mấy chị nha. Nghỉ mai mình gặp nhau nè. Nghỉ mai gặp nhau nha mấy chị nha. Quần váy XL của Hiền Trương đã kiểm tra thử Hiền Trương còn không? Ồ, 77kg hết rồi. 77kg hết rồi. Hết rồi chị Hiền ơi. Hiền chốt bị trễ rồi. 85kg của Hình Sáng nè. Hình Sáng 160 nè. Bộ này nếu chị Hiền Trương lấy thì lấy size rộng rộng chút ok thì lấy được. Còn không là không có chốt được. Ha. Bộ quần váy 67kg của Nguyễn Hương Nhà Bè nè. Nguyễn Hương Nhà Bè 160 nè. Ồ chết mẹ em chưa lên đồ nam cho mấy chị luôn á mấy chị ơi. Trời ơi chưa lên đồ nam cho mấy chị luôn. Bây giờ còn nhiêu người vậy? Bán nữa đi tôi mới vô mà nghỉ. Chưa lên đồ nam cho mấy chị luôn á. Hai bao tải đồ nam chưa bung luôn. Rồi để mai đi chí Thiện nó lên like em ngồi em phụ nó cho mấy chị. Trưa mai chí Thiện lên like đi. Trưa mai like đi chí Thiện. Trưa mai nha mấy chị đi mê chơi Mary chịch mệt thì về mấy chị có mua đồ thì em thì nhớ ghé em nha mấy chị nha. Rồi bye bye mấy chị nè. Lên đỏ chưa bảo chưa.
được không vậy vậy ta? Cái đó là cái phép lịch sự tối thiểu luôn á. Chị Kim Trang ơi, chị anh bóc giùm em nha chị. Nha chị nha. Trời ơi trời, bà anh bóc cho tôi chưa? Bà anh bóc cho tôi chưa? Bên tôi giải quyết cho bà chưa? Nếu bà chưa giải quyết thì bà mới kiện trên like. Tôi chưa thấy tin nhắn của bà nữa mà bà vô bà kiện tôi rồi. Tôi like, tôi chưa có bán được bộ đồ nào hết trơn. Trời ơi, tôi mới bấm like vô bà kiện đồ mà bị lỗi. Trời ơi bà ơi, người ta may là người ta may một lần mấy ngàn mấy trăm bộ thì dĩ nhiên nó sẽ có sai sót với chị yêu ha. Bị lỗi thì bên em mấy chị cứ nhắn tin cho bên em giải quyết cho. Nhưng mà chị nha, cứ yên tâm giùm em ha. Có ai bắt mấy bà làm cái gì đâu mà mấy bà kỳ vậy trời. Tôi chưa có buôn bán gì hết trơn, trời hết ráng luôn á. Tôi mới lên like luôn á. Tôi mới lên like tôi chưa kịp vui vẻ, tôi cười hello mấy chị đồ luôn á. Bà vô bà comment cái xanh xương dễ sợ luôn vậy đó trời. Rồi đất mẹ quỷ thần ơi á. Rồi vô giùm em đi mấy chị yêu ơi, hello mấy bà nha. Hello, hello chị Tinh Trần, hello chị Đa Tê Trinh. Hello mọi người ơi, mọi người vô mọi người cho em xin một chấm nha. Chấm bà, chị sẽ like giùm em, chị sẽ quay trang cá nhân cho. Vô chưa ạ? Vô chưa? Trời ơi, bộ này dễ thương quá. Cái bộ ba lỗ ngược, cái là thiệt sự luôn mấy chị. Bán hoài luôn á trời, bán hoài má đẹp hoài luôn á. Em thì em mê cái bộ này ghê hồn luôn á trời ơi á. Rồi vô giùm em chưa? Alo alo. Rồi vô đây. Tiên. Ở đây em về hai màu áo khoác cho mấy chị đẹp luôn ha. Vô giùm em chứ mấy bà ơi. Alo cả nhà, alo mấy chị đẹp nha. Trời ơi, xuất sắc quá vậy ta. Mê ly quá vậy ta, rồi chưa ạ? Hôm nay em về đầm body với bà chế 2-3 mẫu luôn. Hôm nay body về cho mấy chị giá siêu rẻ. Hôm nay nói chung là hàng rẻ nhiều mấy bà ơi. Được chưa ạ? Vô giùm em chưa? Hello mọi người. Mọi người ơi, xin hãy share stream giùm em. Ủa, gọi điện hết hả anh? Anh, gọi điện được hết hả? Mấy cái này nè, mấy này nè. Để hả? Còn con nhỏ phát thanh tàu lao xong mới trao thôi hả? Má con nhỏ này nói con hàng má đủ nhất nè, để nhắn tin địa chỉ nè. Phải không? Phải con nhỏ này đúng không? Phải không? Trời ơi, anh ba tư à. Một mẹ anh ba tư à. Chua cha, hello em. Em cũng bị em ai lại hết mặt được. Cho chết không đồ lại chị, vậy ok lắm, cảm ơn em. Thiệt luôn á. Bị lỗi á, bộ mặt còn không? Dạ bộ mặt em mới về thêm cho mấy chế nè. Bộ mang em mới về thêm cho mọi người nè mọi người ơi. Bộ em đang mặc giá chỉ có 105.000 một bộ thôi mấy chị ơi, rất là rẻ luôn mọi người. Em này ngoài thị trường người ta bán tới 150.000-180.000 một bộ luôn á, em nói thiệt. Em bán 105 cho mọi người nha, trời ơi. Em bu zip hàng ba lỗ ngược siêu hot giùm em luôn mấy chị ơi. Siêu hot siêu hit giùm em chưa? Bộ ống rộng, quần ống rộng. Bộ quần ống rộng hả chị? Không, bộ chị đang mặc là quần ống suông. Bộ chị đang có lộn quần, bộ chị mặc là quần ống tấm. Bộ này là bộ thể thao quý chị ơi. Em này là em thể thao ba lộ ngược giùm em cho mọi người nha. Em này đổi cái nón lên là hơi bị cu te hột me luôn. Cái nón màu hồng. Thấy chưa? Trời ơi, quá trời quá đất rồi mấy chị em ơi. Trời ơi, đâu ra có cái hộp dữ trời. Đó, vậy đó. Trời ơi, cái em đến em cột cao tóc quá.
em còn cao sốc quá, em đổi vô không có được đây nè. Chứ em này đổi nón vô là hơi bị xinh luôn á nha mấy bà nha. Tại em còn tóc cao quá không đổi cái nón được. Vô cho em chưa, hello mọi người, hello mấy chị nha. Alo 1 2 3 4. Alo. Rồi mấy chị ơi, cho em xin một chấm liền giùm em nha mọi người nha. Ok chưa? Đầu like lúc nào cũng dạy cho mọi người nha. Lên hàng sale, hàng bơm, tặng quà cho chị đẹp của mình nha mấy chị đẹp nha. Nên là chị đẹp nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giùm em liền luôn ha. Hôm nay em lên hàng tặng cho mọi người ơi. Hôm nay em lên hàng tặng và hôm nay em bán hàng 19 ngàn cho mấy chị đẹp của mình nha mấy chị ơi. Alo, vô chưa mấy bà chị ơi. Áo nha. Hôm nay cho em bụng áo đi. Bữa giờ bán quá chị mẫu luôn rồi, bữa nay chơi nguyên cái cục áo này luôn nè. Được chưa, cho em chưa? Đồ bỏ nó mặc là bộ quần ống rộng nha. Cho hình ngân nó độ không trắng hả? Nè ok chị, còn hồng, còn đen. Còn hồng, còn đen, còn kem, còn xanh nè. Ok cho hình ngân nè. Đây, bốn màu. Bộ em đang mang giá là 105.000 nha mọi người nha. Ai đang xem like cho anh xin một chấm liền mấy chị ơi. Anh chia sẻ chưa? Chia sẻ qua trang cá nhân chưa? Chia sẻ rồi hả? Chia sẻ rồi bắt người xem dự vậy luôn hả? Chết rồi. Sẽ đang mặc 105.000 mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em mọi người để em lên hàng tặng cho mấy chị. Em lên hàng tặng cho mọi người. Trời ơi hơi bị dễ thương chưa? Đây hôm nay mấy bạn ơi, quá trời đẹp luôn. Cái con này là con Quảng Châu giùm em nè mọi người. Con này là bộ Quảng Châu giùm em nha. Trời ơi, quá trời luôn. Cho em ba màu chị mặc không trắng nhé. Ok em, ba màu chị mặc không trắng nè. Đây, ba màu chị mặc không trắng nè. Ok nè. Đây với bà nha. Chia sẻ giùm em mọi người ơi. Hôm nay em lên cho bà chế cái mẫu áo này giá bao nhiêu bà? Cái con này nha mọi người, hôm bữa em bán là 95.000. Hàng Quảng Châu, nhìn cái số vải là biết liền ha. Rồi em này đầu like với bà ơi, em bán cho bà chế bao nhiêu đấy bà chế? 19.000 chia sẻ like giùm em, được chưa? 19.000 chia sẻ like giùm em nhớ bà nha. Chỉ cần chia sẻ livestream giùm em với bà chế nha là comment nhiều, em ưu tiên em chốt cho chị đẹp đó luôn ha. Áo tay dài hàng len tâm siêu đẹp luôn, 19k. Được chưa? Một con 19.000 nè. Tiếp tục với chị. Một con áo bô zip siêu xinh siêu xịn sò cho mọi người, hàng mút ngọt. Em này hiện tại là không có hàng, cháy hàng luôn mấy chị ơi. Tiếp tục tặng cho mấy chị đẹp cái mẫu áo này giá bao nhiêu mấy bà ơi? 21k. Để cho nó khỏi lỗi với cái mẫu này nha. 21.000. Trời ơi trời, tôi ngừa quá lắm. Tôi để số 21.000 cũng đỉ quá trời đỉ rồi. Sợ luôn, sao mà ngủ quá bà dễ sợ luôn á nha. Thứ nhất là phải chia sẻ like giùm em cho mọi người nha. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em nha mấy bà ơi. 19.000, 21.000 giùm em nha mọi người. Tiếp tục chưa? Ai comment nhiều, chia sẻ nhiều em tặng chị đó liền luôn. Em mới thật sự, trời ơi, quá rẻ, quá đẹp cho mấy bà chế luôn, được chưa? Em bấm ưu tiên chị nào hết nha mọi người nha. Đó, ai có chia sẻ là em chốt nha mọi người. Ai có chia sẻ là em chốt nha. Đó, phải chia sẻ livestream giùm em. Tiếp tục chưa? Áo 19, áo 21 nè. Ai chia sẻ là em tặng, ai comment nhiều là em tặng. Nhớ giùm em nha mọi người nha. Comment cho em số điện thoại nữa nha mọi người. Comment cho số điện thoại nữa. Chị nào được mua hàng tặng mình rẻ nha mấy chị. Đây đây, có hai cái áo 21.000 luôn. Có hai cái áo 21.000 cho mấy chị luôn nè, hai cái luôn. Trời ơi, nay chú chơi lớn quá trời rồi. Nay chơi lớn quá trời mấy chị ơi. Hai cái áo 21.000 cho mấy bà luôn, được chưa? Tiếp tục giùm em. Trời ơi, nay chơi lớn lắm mấy chị. Nhớ giùm em chia sẻ like cho em nha. Chia sẻ like mạnh tay giùm em luôn, được chưa? Tiếp tục giùm em. Con này mấy chị ơi, áo trắng này em tặng luôn mấy chị. Comment giúp em, tặng kèm số điện thoại. Áo này em tặng luôn, tặng kèm số điện thoại giùm em mọi người ơi. Tặng kèm số điện thoại giùm em cho mọi người nha. Đó, một cái áo 19k, một cái áo 22, hai cái áo 21.000. Và một cái áo này em tặng cho mọi người luôn nha. Tặng giùm em kèm số điện thoại giùm em mấy chị. Tặng kèm số điện thoại giùm em nha. Đó, quá trời đơn giản, dễ thương, dễ chịu luôn. Đó, trời ơi, tôi quá trời rồi. Có body dây gì đẹp, có body tay, tay ngắn, có body rút, tùm lum le hết mấy chị ơi, tùm lum le hết nha mọi người nha. Rồi, mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em cho mọi người nha. Chia sẻ like giùm em. Đây, rồi ok. Rồi, đây, trời ơi. Chơi game đây, tặng kèm số điện thoại giùm em cho mọi người nha. Ai comment nhiều cơ hội trúng càng cao, chia sẻ càng nhiều cơ hội trúng càng cao. Tại em sẽ đưa cho bà chế vào vòng quay rồi. Chị nào có chia sẻ, có comment là được tặng quà giùm em thôi nha mấy bà ơi. Rồi ok, em chốt đơn với bà chế nè.
Trời ơi, đơn giản vậy, đơn giản nhẹ nhàng quá mấy chị ha, đơn giản nhẹ nhàng dễ sợ luôn á. 19.000, 21.000 nói comment giá cho vui vậy thôi mới rà thôi, chứ hầu như là tặng mới rà luôn em mới thiệt á. Em comment cho nó khỏi lộn thôi đó. Rồi ok luôn nha. Chị nào chia sẻ nhiều giùm em, chia sẻ nhiều giùm em là em tặng liền luôn, thật sự luôn, trời ơi. Quá trời quá đất rồi. Tặng kèm số điện thoại giùm em đi chứ. Tặng kèm số điện thoại giùm em nha. Ai chưa chia sẻ livestream cho em liền để em chốt liền cho mọi người nha. Rồi ok luôn. Em chốt nè mấy chị ơi. Đọc phiếu lên giùm em đi. Đọc phiếu lên giùm em đi. Thanh Ngân em chốt cáo 19. Ủa Thanh Ngân hai cái. Thì bỏ lại cái khác đi. Thanh Ngân 19.000. Tinh Trần 21.000. Ngọc Quyên 21. Ngọc Quyên 21. Từ 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 từ. Cái cuối cùng em chốt chị Ngọc La La nha. Cái cuối cùng cái tặng này em chốt với chị Ngọc La La nha. Ok chị Ngọc La La, cảm ơn chị Ngọc La La rất là nhiều luôn nha. Rồi chị nào chưa chia sẻ lên giùm em cho mọi người nha. Chưa chia sẻ lên giùm em luôn. Rồi bắt đầu em lên cái mã này cho mấy bà chế đó bà ơi. Tiếp tục. Bây giờ em sẽ lên hàng xe mọi người. Nãy giờ em lên hàng tặng rồi.